Vâng rồi ạ. Thế thì cái ba biến chứng sỏi thực quản thì chúng ta thấy rằng là cái sỏi thực quản đấy là cái sỏi nó gây tắc nghẽn và nó gây ra biến chứng ảnh hưởng lớn đến chức năng thận. Cái này là cái chúng ta đều biết. Thế thì mà khi mà chúng ta trình bày cái bài biến chứng sỏi thực quản ấy thì nó sẽ gồm có về mặt sinh lý học của biến chứng tại chỗ, biến chứng thiên thận, biến chứng toàn thân. Đấy là chúng ta hiểu về mặt sinh bệnh. Khi mà sỏi nó nằm tại chỗ thì nó sẽ viêm nhiễm thành niệu quản, sơ hóa thành niệu quản mới học hẹp lòng niệu quản. Do vậy những cái sỏi mà nó di chuyển nhanh thì nó sẽ không gây thường gây không gây biến tại chỗ và nó là gây cơn đau quặn thận. Nhưng còn những bệnh nhân mà lên cơn đau quặn thận trong tiền sử sau đó điều trị và hết đau thì thường nó dừng lại tại chỗ và khi đó sỏi sẽ gây biến chứng. Vì vậy mà cái người ta gọi biến chứng tại chỗ là biến chứng tại thành niệu quản. Khi chúng ta can thiệp nó thấy rằng khi mà tán sỏi nội soi dòng hoặc mở ấy, thì chúng ta thấy rằng cái thành niệu quản có thể nó có polyp, nó viêm sơ và đôi khi nó dày lên hoặc thậm chí nó hẹp chít lại. Trong một trường hợp cái sỏi niệu quản có thể nó tắc nghẽn lâu ngày nó sẽ gây thủng thành niệu quản ra ngoài. Đấy chúng ta được biết. Biến chứng thiên thận là những biến chứng như gây tắc nghẽn, ứ nước thận, ứ nước nhiễm trùng, ứ mủ thận và cuối cùng là thận mất chức năng. Còn biến chứng toàn thân nó là biến chứng suy thận. Biến chứng toàn thân suy thận này chỉ gặp trong tình huống là bệnh nhân có sỏi niệu quản hai bên gây tắc nghẽn hoặc là có sỏi niệu quản trên thận duy nhất, nhưng là chỉ có một thận thì sẽ có biến chứng toàn thân gồm có thiểu niệu, vô niệu và kèm theo đó là gì, chức năng thận giảm. Và nếu mà để vô niệu thiểu niệu quá 3 ngày thì bệnh nhân sẽ lâm tình trạng hôn mê và tử vong nếu không can thiệp. Đây là biến chứng về mặt sinh lý học và sinh lý bệnh. Thế thì chúng ta nói cụ thể từng biến chứng một thì cái biến chứng đầu tiên là viêm đại biểu thận cấp. Viêm đại biểu thận cấp thì chính là cơn đau quặn thận thôi và nó gây tắc nghẽn và gây căng giãn của đại biểu thận, nó gây ra tình trạng viêm cấp tính của đại biểu thận. Và chúng ta thấy rằng cái biến chứng này là biến chứng rất thường gặp và chúng ta chẩn đoán hàng ngày nhân lên cơn đau quặn thận. Thì bản thân cơn đau quặn thận chỉ là cái triệu chứng và biểu hiện, còn bản thân cái đại biểu thận là nó do nó tắc nghẽn cấp tính, do vậy nó sẽ gây tổn thương viêm. Tổn thương viêm ở đại biểu thận này thì nó có thể là yếu tố vi khuẩn phát triển và bệnh nhân cũng có thể có những trường hợp có sốt và thậm chí có thể gây tình trạng sốc nhiễm trùng nếu mà cái nguyên tắc nghẽn nó không được giải quyết. Vì vậy kể cả những bệnh nhân lên cơn đau quặn thận vẫn có thể có nguy cơ bị sốc nhiễm trùng. Thứ hai nữa là cái viêm đại biểu thận cấp này thường chúng ta sẽ chẩn đoán đi kèm cho đó là cái bệnh nhân có sỏi niệu quản tắc nghẽn, và chúng ta điều trị một cách là chúng ta lấy cái viên sỏi đó ra và kèm theo nó có thể dùng kháng sinh điều trị bổ trợ. Vậy những câu hỏi về biến chứng ví dụ như chẩn đoán viêm đại biểu thận cấp, nó sẽ có câu hỏi lựa chọn đúng nhất một ý chẳng hạn. Bệnh nhân có cơn đau vùng thắt lưng lan ra trước bụng thì chẩn đoán sơ bộ là gì, ví dụ thế thì có thể là gì, viêm túi mật cấp, viêm đại biểu thận cấp, viêm ruột thừa hoặc là túi thừa đại tràng, ví dụ thế. Thì chúng ta sẽ lựa chọn cái ý nào đúng nhất. Đấy một trong những cái ví dụ câu hỏi có thể đặt ra là vì viêm đại biểu thận cấp này thường là đôi khi chúng ta còn không biết ra sỏi, khi mà cái sỏi nó tắc nghẽn nó nằm ở thấp thì cái đại biểu thận ở trên nó giãn và nó gây để gây tình trạng viêm cấp tính. Trong trường hợp đó siêu âm nhiều khi chỉ thấy đại biểu thận giãn thôi, thì không thấy sỏi do vướng hơi ở dưới, thì chúng ta cần phải chụp cắt lớp hoặc là trước đây là chụp X quang ngày tiên niệu rồi chụp UV. Nhưng đôi khi khi mà nó đã tắc nghẽn như vậy thì cái tăng áp lực của đại biểu thận như vậy thì cái niệu đồ tĩnh mạch nó không không thể hiện, cũng không thể thấy rõ được quái xuất. Do vậy hiện nay chúng ta chụp cắt lớp là chính. Do vậy câu hỏi có thể gặp là như là để chẩn đoán được xác định viêm đại biểu thận cấp thì có những phương pháp chẩn đoán cận lâm sàng nào, ví dụ như xét nghiệm máu này, siêu âm, chụp UV, chụp vệ tinh ống chuẩn bị là chụp cắt lớp để chẩn đoán xác định. Thế thì chúng ta sẽ lựa chọn ý đúng nhất. Đấy là cái ví dụ về câu hỏi. Thế còn cái viêm đại biểu thận cấp này biến chứng của nó là gì? Nếu không được điều trị tích cực nghĩa là không được lấy sỏi, chúng ta cứ dùng kháng sinh đi kháng sinh lại nhiều lần thì từ cái viêm đại biểu thận cấp này nó sẽ dẫn đến tình trạng là viêm thận bể thận kẽ, tức là viêm mãn tính, tức là cái đại biểu thận nó viêm dần dần, nó sẽ viêm tổ chức kẽ và bệnh nhân sẽ có tình trạng là biến chứng viêm quanh thận, sơ hóa quanh thận hoặc là tăng huyết áp. Đấy là biến chứng xa của viêm đại biểu thận cấp. Vậy câu hỏi có thể chúng ra là gì? Biến chứng xa của viêm đại biểu thận cấp là gì? Chúng ta sẽ thấy có ví dụ như là suy thận này, nhiễm khuẩn và viêm đại biểu thận mãn này, tăng huyết áp này, ví dụ thế. Thì chúng ta sẽ lựa chọn cái đúng.
là dẫn dạng viêm đại thực quản mãn tính, nó có thể gây suy thận. Vấn đề chẩn đoán thế thôi, chúng ta nói chung bốn cái biến chứng của sỏi niệu quản thì chúng ta thấy là nó là một quá trình tiếp diễn nhau: viêm đại về thận cấp, ứ nước thận, ứ nước nhiễm trùng hoặc ứ mủ thận là biến chứng thứ ba, và biến chứng cuối cùng là suy thận, tức là ảnh hưởng toàn thân. Thế thì nó là từng giai đoạn một. Giai đoạn đầu là viêm đại về thận cấp, khi mà cái sỏi nó gây tắc nghẽn cân đối của thận và gây tắc nghẽn không hoàn toàn. Khi nó gây tắc nghẽn hoàn toàn, gần như hoàn toàn rồi thì nó sẽ gây tình trạng ứ nước thận, và khi ứ nước thận không được điều trị thì nhiễm trùng bội nhiễm sẽ gây ứ mủ thận và ứ nước nhiễm trùng, và giai đoạn cuối tắc nghẽn hoàn toàn có thể gây vô niệu tiểu niệu và gây ra suy thận. Đấy là bốn biến chứng của sỏi niệu quản. Thì cái viêm này vẫn rất là biến chứng đầu tiên. Thế thì để chẩn đoán được thì nói chung bốn cái biến chứng này mặc dù nó là bốn biến chứng tiếp diễn nhau, nhưng vấn đề chẩn đoán thì nó cũng gần gần giống nhau thôi. Ví dụ như là viêm đại thận cấp giai đoạn đầu thì thường là bệnh nhân chẩn đoán là bệnh nhân mới lên cơn đau quặn thận trong vòng một vài ngày chẳng hạn, sau đó thì vào viện để chẩn đoán. Nên còn những bệnh nhân ứ nước thận thì thường là bệnh nhân có tiền sử đau rồi, hoặc là thậm chí bệnh nhân không có tiền sử đau, người ta vào viện với tình trạng đau tức bụng và chúng ta siêu âm, chúng ta chụp phim lên thì thấy thận ứ nước đấy. Thế còn khi thận ứ nước mà kèm theo sốt và rung hố thận đau hoặc là thận to chẳng hạn, ấn đau chẳng hạn, chúng ta chẩn đoán là ứ nước nhiễm trùng, ứ mủ thận. Và bệnh nhân nào có tiền sử chẩn đoán sỏi niệu quản rồi mà bây giờ lại vô niệu tiểu niệu, siêu âm thận hai bên giãn, chức năng thận urecrin tăng lên, chúng ta chẩn đoán là biến chứng suy thận cấp do sỏi niệu quản. Do vậy cái vấn đề chẩn đoán của những bệnh nhân này thì cái triệu chứng học đôi khi nó giống nhau và nó chung nhau. Đối với viêm đại thận cấp thì triệu chứng để chẩn đoán được thì nó là cơn đau quặn thận, rối loạn tiểu tiện, rối loạn tiểu tiện nói chung đều gây tình trạng kích thích đái dắt, đái buốt, đái đục, thậm chí có thể có đái nước tiểu trắng hoặc là đái máu thoáng qua, đái dắt, đái buốt, và toàn thân có thể có hội chứng nhiễm trùng hoặc không. Rất nhiều hội chứng nhiễm trùng này là chúng ta phải xác định viêm đại thận cấp giai đoạn đầu. Khi mà bệnh nhân mới lên cơn đau quặn thận lần đầu thì chúng ta chẩn đoán là viêm đại thận cấp. Cũng có bệnh nhân như vậy mà tiền sử đau lên cơn đau quặn thận nhiều lần, đã điều trị kháng sinh nhiều lần rồi kèm theo hội chứng nhiễm trùng, và chúng ta chẩn đoán khi mà siêu âm thận giãn mà có sỏi quản, khi chúng ta sẽ chẩn đoán là ứ mủ thận. Đấy là hai cái giai đoạn khác nhau, là lưu ý một điểm như vậy. Thế còn khám thì bệnh nhân sẽ có co cung thắt lưng với có sỏi, cố lưng đau, đấy là cái dấu hiệu mà có thể gặp trong cơn đau quặn thận, nghĩa là mang tính chất cấp tính. Do vậy cái câu hỏi trong cái này, câu hỏi lựa chọn đúng nhất thì triệu chứng của viêm, triệu chứng điển hình của viêm đại thận cấp là gì? Ví dụ như là đái dắt, đái buốt, đái đục, cơn đau quặn thận, chúng ta sẽ lựa chọn cơn đau quặn thận. Đấy là cái chúng ta sẽ lựa chọn, thì nó là dấu hiệu điển hình để chẩn đoán. Nhưng còn ví dụ ở cái giai đoạn mà thận ứ nước rồi thì không phải là cơn đau quặn thận là dấu hiệu điển hình nữa, mà là khám thấy thật to và không đau thì đây là dấu hiệu xác định là gì, ứ nước thận. Để chẩn đoán viêm đại thận cấp bên cạnh dấu hiệu lâm sàng, dấu hiệu cận lâm sàng, chúng ta nói chung là để chẩn đoán biến chứng của sỏi niệu quản thì gồm có xét nghiệm máu, xét nghiệm vi khuẩn nước tiểu, cái nước tiểu nếu có bạch cầu tăng cao, chẩn đoán hình ảnh, cũng gọi tiết niệu chuẩn bị. Thì hiện nay có thể tiết niệu chuẩn bị ra nó vai trò rất là hạn chế, là vì chúng ta sẽ nhìn thấy cái sỏi niệu quản to trên 1 cm mình thấy, còn sỏi niệu quản nhỏ thì không thấy. Vì vậy mà thường ta sẽ dùng phương pháp là siêu âm để đánh giá, có thể thấy được sỏi niệu quản là không, nhưng mà vấn đề đánh giá dấu hiệu gián tiếp là thận ứ nước và thận niệu quản giãn. Đại thận niệu quản giãn là dấu hiệu có giá trị để chẩn đoán gì, kèm theo cơn đau quặn thận là chúng ta chẩn đoán được là bệnh nhân có tình trạng viêm đại thận cấp. Vì vậy để chẩn đoán xác định được là hai yếu tố là có sỏi niệu quản và cái vi khuẩn nước tiểu cấp tính, thì có thể có vi khuẩn trong nước tiểu, đấy là đoạn đoạn cấp, còn cũng là ứ nước ứ mủ thận, nhưng mà tiền sử đau nhiều lần thì chúng ta có thể chẩn đoán là ứ mủ thận, không phải viêm đại thận cấp. Đây là siêu âm thôi. Thế về thái độ xử trí thì cái viêm đại thận cấp này là thường là tình trạng cấp tính, do vậy chúng ta có hai thái độ xử trí. Nhất là điều trị ổn định tình trạng viêm, giải quyết nguyên nhân lấy sỏi niệu quản.
Đấy là thái độ xử lý đầu tiên. Thái độ xử lý hai là khi ta cho nhận bệnh nhân một tình trạng đã có tình trạng bội nhiễm nhiễm khuẩn rồi, mặc dù mới cơn đau quặn thận. Có những bệnh nhân lên cơn đau quặn thận lần đầu nhưng là đã có tình trạng sốt và có biểu hiện nhiễm trùng, thì chúng ta hết sức cẩn thận trong trường hợp này là tắc cấp tính và có thể gây ra tình trạng nhiễm khuẩn huyết hoặc sốt nhiễm trùng, do đó phải can thiệp ngay lấy sỏi ra, hoặc là không thì phải cấp cứu đặt cái sông di di vào vào cái nội soi dòng là sông di lên đàm thận để dẫn lưu bên trong. Đấy là một phương pháp nhanh nhất để dẫn lưu tạm thời cái dịch ứ đọng ở trong thận xuống bàng quang để chúng ta tránh tình trạng tăng căng cái áp lực của đàm thận gây ra những sốc nhiễm trùng. Do vậy đối với nhân viên này cấp do sỏi niệu quản cũng có thể là gì? Bệnh nhân sẽ được điều trị theo dõi và cũng có thể bệnh nhân phải can thiệp phẫu thuật tùy theo tình huống lâm sàng mà chúng ta tiếp nhận bệnh nhân. Không có nghĩa là viêm này đẳng cấp là nó đang chỉ giai đoạn đầu nhưng mà nếu nó tắc nghẽn hoàn toàn và gây ra sốc nhiễm trùng thì chúng ta vẫn phải can thiệp cấp cứu. Đa phần các trường hợp là chúng ta điều trị nội khoa. Đối với đa phần các viêm này đẳng cấp thì thường nó biểu hiện là chưa có dấu hiệu nhiễm trùng, thì thường là sỏi lần đầu di chuyển xuống niệu quản, thường là 80% là sỏi niệu quản từ trên thận di chuyển xuống và bệnh nhân sẽ bị triệu chứng cấp tính. Chúng ta điều trị bảo tồn theo dõi nội khoa những triệu chứng giảm đau hoặc là chống nhiễm khuẩn bằng kháng sinh, trừ những trường hợp mà bệnh nhân có một tình trạng sốt và đau nhiều mạch nhanh nguy cơ sốc nhiễm trùng cao thì buộc chúng ta phải can thiệp sớm, có thể đặt sông di nội soi hoặc là thậm chí chúng ta có thể mổ lấy sỏi có sỏi nội soi vào. Đấy là cái quan điểm mới bây giờ. Vì vậy khi mà đối với điều trị như này cấp này thì có thể gặp cái câu hỏi là lựa chọn các điều trị tối ưu cho viêm đại cấp do sỏi niệu quản à, thì cái tình huống đấy chúng ta sẽ là điều trị nội khoa theo dõi, mổ mở lấy sỏi, các sỏi nội soi dòng đặt sông di. Thế thì chúng ta phải xem là cái tình huống đó là tình huống cấp cứu hay là tình huống không phải cấp cứu, không có tình trạng nhiễm khuẩn. Thì thường câu hỏi tình huống sẽ có một số dữ liệu, ví dụ như bệnh nhân vào lần đầu tiên cơn đau quặn thận có sỏi niệu quản không sốt, thận không to và ấn niệu quản đau ví dụ thế, mà không có dấu hiệu sốc nhiễm trùng, không có dấu hiệu biểu nhiễm trùng thì chúng ta sẽ lựa chọn các điều trị nội khoa. Cũng cũng một tình huống lâm sàng như vậy, nếu bệnh nhân có dấu hiệu sốt và mạch nhanh thì chúng ta lại phải lựa chọn các là can thiệp bằng nội soi đặt sông di hoặc là cá sỏi sông dòng nếu mà tình trạng nhân khác. Đấy là cái cách mà chúng ta sẽ làm lựa chọn. Thì cái câu hỏi Multi-choice, cái câu hỏi lựa chọn đúng nhất và câu hỏi tình huống thì chúng ta làm, chúng ta thực ra chúng ta hiểu ý ta làm rất là nhanh, chúng ta chỉ cần tích vào ghi ý đúng nhất thôi, tình huống cũng vậy thôi. Một cái câu hỏi tình huống thực ra đưa một cái thân chung, ví dụ một câu hỏi có một thân chung, một tình huống lâm sàng đưa ra, thì sau đó thì cái câu hỏi đầu tiên sẽ là thường là chẩn đoán sơ bộ là gì dựa trên dữ liệu lâm sàng, câu thứ hai là đề xuất các xét nghiệm gì để chẩn đoán xác định, và câu hỏi thứ ba của cái thân chung đó là trước tình huống này thì phương pháp điều can thiệp nào là tối ưu, ví dụ thế. Chúng ta sẽ lựa chọn, chúng ta đọc kỹ cái thân chung, chúng ta sẽ đưa ra được cái lựa chọn câu trả lời đúng nhất cho từng ý. Vì thường một thân thân chung câu hỏi tình huống bao giờ nó sẽ có hai hoặc ba cái câu hỏi trả lời cứ đi kèm. Lưu ý một tình huống là đái này cấp này là tình trạng tắc nghẽn cấp tính, do vậy chúng ta đặt tuyệt đối là không dùng lợi tiểu khi điều trị, là vì khi chúng ta có tắc nghẽn nó chưa giải quyết được ở sỏi niệu quản, dùng lợi tiểu logic nó sẽ còn tăng cái đào thải nước tiểu ra, có thể tăng giãn đột ngột đại thận, nguy cơ nhiễm khuẩn tăng lên, là vì tăng giãn đột ngột đại thận thì áp lực đại thận nó cao, vi khuẩn vào từ trong đại thận vào trong máu, hoặc là có thể gây vỡ thận, gây nứt và vỡ thận. Đấy là tình huống có thể gặp. Thì trong tình câu hỏi tình huống có thể là gì, điều trị nội khoa này cho kháng sinh giảm đau dùng lợi tiểu chẳng hạn, chúng ta phải gạt cái câu lợi tiểu ra 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 khỏi, vì đôi khi tình huống câu trả lời lựa chọn đúng nhất người ta sẽ đưa ra cái tình huống là lựa chọn tình huống sau đây là không đúng, tức là câu hỏi âm tính, nếu sau đây không đúng người ta sẽ là không dùng logic. Xin lỗi chút.
Đây là cái điều trị bằng cách thủ thuật. Chúng ta sẽ có một số cái thủ thuật như là trước đây là ta sản được ngoài có thể từ bỏ nhé, dùng sỏi đẩy ống sông lên, chúng ta có thể áp dụng ví dụ như là lấy sỏi nội soi gọn góc mia, ta sỏi laser hoặc là ta sỏi bằng thể, thì đối với ta sỏi có thể rồi cũng bỏ. Vì vậy mà hiện nay cũng trên câu hỏi thực tế là để điều trị viêm đẩy cấp, chúng ta lựa chọn pháp nào đúng nhất thì có thể là đưa ra một số phương pháp như thế này, thì đối với tác trọng có thể là hiện nay chúng ta không áp dụng nữa. Đấy, đây là chỉ định mổ mở và mổ nội soi giác mạc lấy sỏi thì vẫn có thể áp dụng cho viêm đẩy cấp, thường là giai đoạn đã ổn định rồi, bệnh nhân không còn đau nhiều nữa và không có tình trạng sốc, không có tình trạng sốt, chúng ta sẽ điều trị bằng nội soi giác mạc và tác sỏi nội soi đường dòng. Trong những trường hợp mà sỏi lớn thì vẫn có thể chỉ định phẫu thuật mở khi mà sỏi lớn gây xù xì và nó lớn, chúng ta tán sỏi nội soi đường dòng nó khó khăn, mất thời gian nhiều, sỏi thường kích thước trên 2 cm thì chúng ta buộc mổ để lấy. Đây là cái hướng xử trí này thì chung cho cả túi nước thận với túi mủ thận. Biến chứng thứ hai là nước thận do sỏi niệu quản, thì đây là một giai đoạn tiếp theo của cái viêm đại tràng thận cấp, tức là giai đoạn sau. Nếu viêm đại tràng thận cấp chúng ta điều trị tích cực, lấy được sỏi, giải quyết được tắc nghẽn thì bệnh nhân sẽ không có tình trạng ứ nước thận. Còn khi viêm đại tràng cấp chúng ta cho kháng sinh về, sau cho bệnh nhân về, bệnh nhân cũng không muốn điều trị tích cực, thì lần sau bệnh nhân đến viện với triệu chứng đau như vậy thì chúng ta sẽ thấy là bệnh nhân có tình trạng ứ nước thận, hoặc thậm chí có những bệnh nhân trong tiền sử không có giờ đau, tức là cái sỏi nó di chuyển như trên thận xuống, nó rất là di chuyển rất là từ từ, nó không gây cơn đau quặn thận và bệnh nhân cũng không có tiền sử khám bị đau, nhưng mà khi chúng ta siêu âm lên thấy thận ứ nước như mô giãn mỏng. Đấy là một trong những biến chứng mà thường là thận sẽ không bảo tồn được, là vì bị rất là lâu rồi. Do vậy ứ nước thận do sỏi niệu quản có thể là tình huống cấp cấp tính, có thể là biểu hiện lâm sàng là bệnh nhân biến chứng muộn sau khi sỏi di chuyển dừng lại ở một điểm nào đó của đường tiết niệu gây ra ứ nước. Cái đặc điểm của nước thận do sỏi niệu quản thì chúng ta thấy rằng là bệnh nhân sẽ đau lưng, cơn đau thận có trong tiền sử hoặc không, và khám chúng ta thấy rằng thận to, chắc chắn sẽ có thận to, chạm thận dương tính và ấn thì mềm không đau. Đấy là một điểm để phân biệt được với cả cái ứ mủ thận. Ứ mủ thận có nghĩa là thận trong dịch nước tiểu nó không còn bình thường nữa, nó sẽ bội nhiễm và đầy đầy dịch đục là mủ. Do vậy thường nên có dấu hiệu nhiễm trùng toàn thân, và bản thân tại chỗ chúng ta khám thấy thận trong to và ấn rất lâu, đấy là một dấu hiệu, hoặc là rung thận, vỗ thận dương tính. Đấy là cái dấu hiệu lâm sàng để phân biệt giữa ứ nước thận và ứ mủ thận. Thế còn cái muốn chẩn đoán xác định được ấy, thì chúng ta dựa vào triệu chứng lâm sàng, bệnh nhân cũng có thể dấu hiệu như là đái máu, đái sắt, đái buốt. Nói chung các biểu hiện của sỏi tiết niệu nói chung là đều gồm như này, của sỏi niệu quản. Toàn thân thì giai đoạn đầu không sốt, nhưng mà sau sốt bội nhiễm, chính giai đoạn sốt bội nhiễm này thì nó sẽ chuyển sang là nguy cơ ứ nước nhiễm trùng. Nhưng tuy nhiên rằng ở giai đoạn sốt bội nhiễm này thì thận đó vẫn là chưa có nước tiểu, vẫn chưa chưa bội nhiễm, do vậy mà chúng ta khám thận vẫn không có tình trạng to, to thì sở thấy nhưng không đau, ấn thì không đau, và rung thận thì bệnh nhân không, vỗ thận bệnh nhân vỗ thắt lưng bệnh nhân không đau, mặc dù bệnh nhân có sốt. Còn giai đoạn khi mà đã chuyển sang giai đoạn mà nhiễm trùng, bội nhiễm, nước tiểu đục trong thận thì bệnh nhân sẽ đau, chúng ta chẩn đoán là gì? Ứ nước nhiễm trùng chuyển sang ứ mủ thận. Nghĩa là cái giai đoạn giữa ứ nước thận, ứ nước nhiễm trùng, ứ mủ thận nhiều khi nó rất là nhanh, có khi từ buổi sáng là ứ nước, buổi chiều là ứ mủ thận rồi. Và đặc biệt là giai đoạn chuyển giai đoạn này cũng có thể gặp là tình trạng suy thận và thiểu điện vô niệm, bởi vì bệnh nhân ứ nước thận tắc nghẽn thì ứ nước thận, nhưng khi tắc nghẽn hoàn toàn thì thành ra thiểu điện vô niệu, đặc biệt là khi sỏi niệu quản tắc nghẽn hai bên, hoặc là bệnh nhân có mô thận. Do vậy cái biến chứng suy thận có thể gặp ở bệnh nhân ứ nước thận do sỏi niệu quản. Cũng vậy thôi, cũng giống như cái biến chứng đầu tiên thôi. Nếu muốn chẩn đoán được bệnh nhân ứ nước thận này, chúng ta sẽ có một loạt các xét nghiệm
về xét nghiệm máu sinh hóa, X-quang, chụp bằng quang niệu đạo ngược dòng hiện nay cái phương pháp này bỏ nhé, chụp bằng quang niệu đạo ngược dòng hiện nay bỏ là vì chúng ta cắt lớp rồi. Nếu chụp phương pháp này trước đây không không có cắt lớp áp dụng được nhiều rồi, chúng ta chụp ngược dòng lên, tuy nhiên cái phương pháp chụp để bằng quang niệu đạo hiệu quả dòng này thì nó rất là nguy cơ nhiễm trùng rất là cao, do vậy mà hiện nay bỏ. Như vậy trong câu hỏi có thể gặp là để chẩn đoán xác định được ứ nước thận qua thực quản thì phương pháp cận lâm sàng là được lựa chọn tối ưu. Ví dụ vậy thì chúng ta sẽ có siêu âm X quang tuyến mình chuẩn bị chụp UPR và chụp UV chẳng hạn, thì chúng ta sẽ lựa chọn phương pháp. Nếu trong tình huống cái câu hỏi nó không có cắt lớp, chúng ta lựa chọn chụp UV. Còn khi mà trong tình huống câu hỏi đó có cả chụp cắt lớp thì chúng ta sẽ lựa chọn chụp cắt lớp. Đó là một câu hỏi là hiện nay các biện pháp cận lâm sàng nào không được áp dụng trong vấn đề chẩn đoán ứ thận qua sỏi thực quản, thì đưa ra một loạt cái phương pháp. Chúng ta sẽ lựa chọn phương pháp là chụp bằng quang thực quản ngược dòng là phương pháp hiện nay không được áp dụng để chẩn đoán ứ thận qua sỏi thực quản. Tức là câu hỏi có thể là câu hỏi xác định yếu nhất, đều là xác định yếu nhất, tuy nhiên rằng là có thể là câu hỏi phương pháp giá trị nhất hoặc phương pháp không có giá trị thì phương pháp không được áp dụng, chúng ta lựa chọn câu này. Đây là cái bài giảng lý trước, nói chung thì vẫn có phương siêu âm chụp đồ tĩnh mạch, đặc biệt là có thể có cả chụp đồ ống sạc, tuy nhiên chụp đồ ống sạc này là chỉ định khi mà chúng ta muốn xác định ứ nước thận này có thể bảo tồn hay không, tức là khi bệnh nhân qua chẩn đoán ứ nước thận thì có những gặp mới đến thì cái tình trạng ứ nước thận nó mới, đại thận giãn độ 1 độ 2 thôi, nhưng mô thận vẫn còn dày thì không ai đi chỉ chụp đồ ống sạc cả. Tuy nhiên là những trường hợp ứ nước thận mà chúng ta chụp mà siêu âm lên cái thận giãn mỏng, nhu mô thận nó mỏng không thể đo được chiều dày nhu mô trên trên siêu âm thì nó mỏng quá, hoặc là chụp cắt lớp lên thì thấy thận nó ứ nước mà nó chẳng ngấm thuốc gì cả, thì những trường hợp đó muốn xác định được thận này còn chức năng hay không là chúng ta sẽ quyết định chỉ định giữa là bảo tồn có cách là lấy sỏi và bảo tồn thận hoặc là cắt bỏ thận, thì người ta sẽ đưa ra một cái chỉnh là chụp đồng vị ống sạc với hoạt chất này để bơm vào trong máu để chúng ta mạch máu để xem là cái nhu mô thận còn chức năng, nó sẽ bắt thuốc đồng ống sạc nó hiện lên lên. Thì thông thường cái chụp đồng ống sạc này chỉ định cho người chúng ta muốn cần phải đưa ra quyết định cắt thận hay không, và vì nếu mà cái đồng ống sạc này trên kết quả nó dưới 10% chức năng, tức là hai thận bình thường nó 50-50 hoặc là 49-51 chẳng hạn, thì bây giờ một thận lên đến 90, một thận dưới 10%, cái thận dưới 10% thận bình đó có thể chỉ định mổ cắt thận mà không cần suy nghĩ nhiều. Còn từ trên 20% là chúng ta có chỉ định bảo tồn thận đó, mặc dù cái thận đó không uống thuốc hoặc là nhu mô nó giãn mỏng thì vẫn có thể chỉ bảo tồn. À, cái đồng vị ống sạc này gần như là một cái tiêu chuẩn pháp lý để xác định xem là vấn đề chỉ định chúng ta cắt thận chúng ta có đúng hay không, đấy là một cái tiêu chuẩn gần như là cần thiết trong hợp chúng ta quyết định có chỉ định cắt thận hay không. Cái câu hỏi thì cũng có thể là chụp đồng vị ống sạc có giá trị như thế nào trong vấn đề chẩn đoán sỏi thực quản chẳng hạn, ứ nước thận do sỏi thực quản, thì có thể là chẩn đoán xác định, chẩn đoán hình thái của thận, chẩn đoán chức năng thận. Đấy, chúng ta sẽ lựa chọn những vấn đề là chẩn đoán chức năng thận. Tất nhiên câu hỏi này có thể gặp hoặc không. Ví dụ như hình ảnh này chúng ta thấy rằng cái thận nó ngấm thuốc đồng ống sạc đây, nó khác so với chụp mà niệu đồ tĩnh mạch của chụp cắt lớp là cái toàn bộ cái màu xanh đây chính là cái đồng vị ống sạc nó ngấm. Thế còn thận bên trái này chúng ta thấy rằng là chả có tí đồng vị ống sạc nó ngấm, giống vậy thôi. Thì đây người ta sẽ tính được phần chức năng của thận là bao nhiêu, còn có 5-6% chức năng thôi, thì cái này có thể là chỉ định cắt thận. Một trong những vấn đề câu hỏi có thể gặp đó là thường khi mà bắt đầu chẩn đoán ứ nước thận, ứ nước nhiễm trùng, ứ mủ thận đi thì chúng ta sẽ có cái gọi là phân độ ứ nước thận. Thực ra mức độ ứ nước thận này, ứ mủ thận nó giống nhau thôi, tức là mức độ ứ mủ thận là đều đánh giá mức độ giãn của đại biểu thận. Do vậy cái phân loại này nó giống nhau giữa biến chứng ứ nước và ứ mủ thận. Mức 1 thì thận to hơn, giảm tiết thuốc; mức 2 thận to hơn nữa, nhu mô thận bắt đầu giảm, đại biểu thận mờ, hình dụng nho; mức 3 thì nhu mô thận mỏng và cái đại biểu thận giãn hình bóng bàn, tức là cái quả bóng nó tròn tức khoảng 2 cm, và độ 4 là thận chức năng giảm mà hầu như không ngấm thuốc sau 60 phút. Đấy là đánh giá phân loại mức độ ứ nước trên
chụp liệu độ tĩnh mạch ở trên trước lớp. Chúng ta nhớ cái phân độ này nếu gặp câu hỏi có thể đặt ra tình huống, cái tình huống lâm sàng người ta cho một số dữ kiện, chúng ta xác định xem là ứ nước thận là độ mấy, độ một, câu lựa chọn xem là một, hai, độ ba, bốn, ta tùy theo cái tình huống lâm sàng đưa ra ta lựa chọn ra đúng. Vấn đề điều trị nguyên các điều trị nguyên cơ sỏi thực quản thực ra nó cũng không khác nhiều so với cái viêm đại cấp. Viêm đại cấp mang tính chất cấp tính thì thường người ta có thể điều trị nội để cho nó ổn định. Thế còn khi mà chẩn đoán nguyên cơ sỏi thực quản chắc chắn là sẽ phải lấy cái nguyên tắc nghẽn đi rồi, chúng ta cũng không phải chờ điều trị cho nhân giảm đau đỡ đau nữa. Thực ra ứ nước thận cơ sỏi thực quản nhân thường không đau nhiều, do vậy mà thường ta sẽ chuẩn bị để lên lịch mổ khuyên cho bệnh nhân. Tất nhiên là cũng phải làm đầy đủ các bi lăng đánh giá chức năng thận, rồi cái nước tiểu cho có vi khuẩn không, và chúng ta đây chế độ phân độ chứng thận trước mổ như này. Thế thì cái chỉ định là khi phần lớn các ứ thận chúng ta chỉ định điều trị bảo tồn, bảo tồn nghĩa là bảo tồn thận đấy, ta lấy nguyên nhân tắc nghẽn chứ không phải bảo tồn nội khoa, là chỉ định can thiệp có thể là nội soi dòng, có thể là mổ nội soi giác mạc lấy sỏi, mổ mở lấy sỏi. Nghĩa là để bảo tồn thận chúng ta phải làm một loạt cái xét nghiệm để đảm bảo thận đối diện không không đảm bảo là có thể là thận bệnh lý thì buộc phải bảo tồn. Chức năng thận vẫn còn là nhu cầu còn dày, vi khuẩn nước tiểu dưới 10.000 ml, 10 vi khuẩn trên 1 ml để lưu kiện để bảo tồn thận. Ta chẩn đoán độ ung thận. Thế còn khi mà chẩn đoán chết hẹp độ quản thì cần phải thăm dò thông 8 frame, thông số bằng quang được. Nghĩa là trong quá trình phẫu thuật mà chúng ta lấy sỏi độ quản xong rồi mà đưa cái ống thông xuống đoạn độ quản dưới mà không thông thì người ta gọi là hẹp độ quản đoạn dưới. Thì chúng ta sẽ phải kèm theo phẫu thuật lấy sỏi ta để thực hiện một số cái phẫu thuật khác như các đoạn độ quản nối với dẫn tận hoặc dẫn lưu độ quản tạm thời. Đấy là cái độ xử trí như vậy. À, đây là cái phục hồi lưu thông hiệu quả cho hệ hiệu quả. Thì trường hợp chúng ta mổ mà ứ nước thận, đặc biệt trường hợp ứ thận nước thận lâu cái sỏi nó làm lâu nó gây ra tắc nghẽn thì nó sẽ làm cho thận ứ nước và cái chỗ hiệu quả ở trên dưới chỗ sỏi nó hẹp, và đôi khi chúng ta lấy sỏi xong chúng ta phải phục hồi lưu thông hiệu quả và phải căn cứ vào xem cái đoạn hiệu quả ở dưới nó có thông số bằng quang hay không, chứ còn lấy sỏi xong mà khâu lại thì nó sẽ nguy cơ giòn nước tiểu nếu một dưới hẹp hoặc là còn sỏi. Như vậy thường người ta sẽ thăm dò đường dưới, đặt dẫn lưu bên trong, có thể xông di xông plastic, hoặc là những hợp hẹp thì các đoạn nội quản cắm lại nội quản bằng quang hoặc là hình nội quản bằng thanh ngò ruột. Đây là cái giải pháp có thể để xảy ra. Vì vậy mà câu hỏi thì đặt ra là các phương pháp điều trị ứ nước thận cơ sở, các điều phương pháp điều trị phẫu thuật ứ nước thận cơ sở nội quản, chúng ta sẽ có một số pháp chúng ta lựa chọn cái pháp tối ưu tùy theo cái tình huống mà câu hỏi đưa ra. Ví dụ như là cái giai đoạn mà ứ nước thận nhiều mà thận mất chức năng chẳng hạn thì chúng ta phải lựa chọn cắt thận với điều kiện là có sành thận hoặc là cắt lớp vi tính thận không còn chức năng. Thứ hai là những trường hợp mà tình huống đưa ra là có xong lấy sỏi xong mà nhưng có hẹp nội quản dưới sỏi thì chúng ta tùy vị trí ba trên ta cắt nối, vị trí sát bằng quang thì chúng ta lại cắm nội quản bằng quang. Hoặc tình huống đưa ra là một bệnh nhân sau khi lấy sỏi quản xong thì hẹp đoạn dài và không có khả năng khâu nối phục hồi lưu thông hiệu quả, hoặc là thậm chí là dài trên 5 cm chẳng hạn thì phải làm gì. Thì câu hỏi các phương pháp đưa ra thì ta sẽ lựa chọn là tạo hiệu quả bằng thanh ruột mặc ruột ví dụ như vậy, hoặc là bệnh nhân có sỏi quản hai bên, tình huống lâm sàng thì là sỏi quản hai bên, bệnh nhân vẫn thiểu niệm nhưng không có sốt ví dụ thế chẳng hạn, thì chúng ta sẽ lựa chọn phát nào, có thể là lấy sỏi quản một bên, ta sỏi quản bên, hoặc là lấy sỏi quản hai bên. Thì nguyên tắc là những trường hợp mà sỏi quản hai bên là người ta thường giải quyết can thiệp trong cùng một lần để có thể hồi sức cho bệnh nhân tốt, tức lấy sỏi quản bên và bên kia vẫn tắc nghẽn thì bệnh nhân suy thận chẳng hạn thì chúng ta không thể cho lại lợi tiểu để hồi sức cho bệnh nhân để điều trị suy thận được, thì thường ở một hai bên. Thế còn những trường hợp mà sỏi quản hai bên bệnh nhân không có dấu hiệu suy thận, không có thiểu niệu vô niệu, chúng ta sẽ tùy theo tình huống bệnh nhân có thể là can thiệp từng bên một. Do vậy mà cái câu trả lời của chúng ta bao giờ căn cứ vào cái thân câu hỏi, người ta đưa ra tình huống lâm sàng như thế nào chúng ta sẽ lựa chọn câu trả lời đúng. Tại vì thực ra cái kiểm sự cái thi bằng test này thì người ta sẽ đặt ra tình huống và nó quay quanh dữ liệu lâm sàng và cái thái độ xử trí thôi.
Do vậy cái tình huống đó nó sẽ là một cái tình huống nó chỉ khác nhau một chút, ví dụ như là bệnh nhân có sốt, bệnh nhân không sốt, và bệnh nhân có thiểu niệu, bệnh nhân vô niệu chẳng hạn, thì chúng ta cái câu mà chúng ta lựa chọn ở dưới nó sẽ khác. Cái cắt thận cũng vậy thôi, khi thận tình huống lâm sàng đưa ra thận giãn uống nước giãn thì chúng ta sẽ lựa chọn cắt thận. Đấy là một cái ví dụ như vậy. Giang biến chứng thứ ba là ứ mủ thận do sỏi thực quản, thì nó là tiếp theo ứ nước thận thôi. Nếu chúng ta ứ nước thận chúng ta điều trị tích cực lấy sỏi ra thì bệnh nhân sẽ không có tình trạng ứ mủ thận. Còn ứ nước thận mà chúng ta không điều trị tích cực, chúng ta cứ cho kháng sinh hoặc tuyến dưới người ta điều trị chuyển đến tuyến trên với tình trạng bệnh nhân có sốt và thận căng to ấn đau vỡ thận rung thận dương tính và siêu âm thấy nước tiểu đục, nước tiểu trong động mạch thận không trong chẳng hạn, nó chủ yếu là tình trạng biểu hiện tình trạng nhiễm khuẩn, thì chúng ta phải chẩn đoán ứ mủ thận. Mà ứ mủ thận là tình huống là gì, buộc chúng ta phải can thiệp càng sớm càng tốt. Tại vì sao, ứ mủ thận là nguy cơ sốc nhiễm trùng rất là cao đấy, cho nên bệnh nhân có đối với nhiễm chuẩn của tiết niệu, đặc biệt tình trạng tắc nghẽn do sỏi quản, nói chung là cái vi khuẩn mà nó gây ra sốc nhiễm trùng là gram âm, nó nằm trong đường tiết niệu, khi mà tắc nghẽn nó căng giãn đại thận lên nó sẽ vi khuẩn ngấm trong máu và gây sốc nhiễm trùng. Do vậy mà gram âm mà đã sốc nhiễm trùng như E. coli chẳng hạn là hầu như người ta không cứu được, vì nó sẽ tiết ra nội nội tố làm cho giãn mạch ngoại biên để bảo tồn cái tình tuần hoàn trung tâm và làm cho bệnh nhân tụt huyết áp, và những bệnh nhân đã nổi vân tím hoặc toàn thân rồi thì thường chúng ta không cứu được. Do vậy đối với tình trạng ứ mủ thận này là một cấp cứu không chỉ hoãn, do vậy mà khi chúng ta chẩn đoán là chúng ta phải can thiệp ngay. Cái phương pháp can thiệp thì có nhiều phương pháp. Nếu chúng ta có thể lấy được sỏi, chúng ta lấy sỏi. Còn tình trạng nhân sốt, sốc nhiễm trùng, chúng ta muốn giải quyết được tình trạng tắc nghẽn ở trên thận cá nhân tốt thì động tác đơn giản nhất là nuôi thận qua da hoặc là nội soi đặt sông di niệu quản nhanh cho bệnh nhân để dẫn lưu cái thận ứ nước đó, ứ nước nhiễm trùng đó hoặc ứ mủ đó ra ngoài hoặc là dẫn lưu bên trong, thì cái sốc nguy cơ sốc nhiễm trùng sẽ được điều trị. Chứ chúng ta không chỉ dùng kháng sinh đơn thuần, mà tình trạng tắc nghẽn không giải quyết thì chắc chắn bệnh nhân này sẽ biến nặng và tử vong. Đấy là một cái khác biệt giữa vấn đề chẩn đoán về thái độ xử trí giữa ứ mủ thận và ứ nước nhiễm trùng và ứ nước thận. Thế thì vấn đề chẩn đoán vậy thôi, thì thường là nó chỉ khác biệt với ứ nước thận là bệnh nhân có sốt, có tình trạng nhiễm trùng hoặc tiền sử nhân có nhiều đợt điều trị nội khoa rồi. Thế cái tình huống đưa ra, người ta sẽ đưa ra tình huống ví dụ như bệnh nhân lên cơn đau quặn thắt lưng này, vào viện bệnh nhân không sốt, khám bụng mềm, thận to, không đau, chẩn đoán sơ bộ là gì, ví dụ thế, thì có là gì, viêm đại tràng cấp, ứ nước thận, ứ nước nhiễm trùng, ứ mủ thận. Chúng ta sẽ không lựa chọn cái ứ mủ thận, chúng ta chẩn đoán là ứ nước nhiễm trùng, ứ nước thận chẳng hạn. Còn khi mà cũng có hỏi lâm sàng như vậy nhưng mà bệnh nhân có sốt, biểu tình trạng nhiễm trùng thì chúng ta phải lựa chọn ứ mủ thận. Đấy là cái chúng ta, cái cách để chúng ta lựa chọn câu hỏi đúng nhất khi chúng ta làm bài. Và tất nhiên ứ mủ thận là tình trạng nhân sẽ có đau lưng, đi tiểu nước tiểu đục, đái rắt, đái buốt, thận trong to đau, thậm chí có trường hợp ứ mủ thận mà đến muộn thì có thể là tấy đỏ vùng thắt lưng và đôi khi thận ứ mủ nó vỡ ra vùng sau mạc, tạo thành khối tụ dịch sau mạc. Rất nhiều trường hợp đến muộn người ta có thể vỡ ra ra ngoài da, tạo thành một cái vùng giò nước tiểu mù đục ra ngoài da. Tất nhiên cái tình huống đó thì là trước đây hay gặp, tuy nhiên là khi chúng ta kiểm tra lâm sàng, kiểm tra test đầu vào thì có thể gặp có tình huống như vậy, đầu vào đầu ra tùy theo cái ngân hàng câu hỏi. Ví dụ bệnh nhân đến viện tình trạng là sốt, đau thắt lưng, khám thì thấy bụng vùng thắt lưng tấy đỏ ấn đau, thì siêu âm thấy thận đặt thận giãn chẳng hạn, nước tiểu không trong chẳng hạn, chúng ta chẩn đoán là gì, có thể là ứ nước nhiễm trùng, ứ mủ thận này, ứ mủ thận vỡ ra ngoài da, vỡ ra sau mạc. Chúng ta cứ lựa chọn cái đúng nhất tùy theo cái tình huống lâm sàng mà câu hỏi đưa ra. Và tình trạng ứ mủ thận này cũng có thể gặp tình trạng suy sụp thiểu niệu vô niệu khi mà tắc nghẽn. Do vậy cái biến chứng, các biến chứng của sỏi thực quản đều là quá trình tiếp diễn kế tiếp nhau, và có thể có trên một nhân nhưng có thể gặp biến chứng nó chỉ cách nhau khoảng một vài giờ, từ ứ nước thận chuyển lên ứ mủ thận và chuyển lên sốc nhiễm trùng và suy thận vô niệu, thì có khi chỉ được khoảng thời gian nó chỉ đúng ngày trước ngày sau nó đã chuyển giai đoạn như vậy rồi. Và chúng ta để ý cái câu hỏi ra có trả lời cho đúng không?
Về chẩn đoán vậy thôi, có cái lâm sàng không khác biệt gì nhiều, chủ yếu là cấy có vi khuẩn trên 100.000 là chúng ta chẩn đoán là gì, bệnh nhân có vi khuẩn tiết niệu, đây là cái dấu hiệu chúng ta có thể xác định được. Thế còn vi khuẩn mà dưới 10.000 trên một trên đến ml thì chúng ta chẩn đoán là nhiễm khuẩn tiết niệu, nhưng mà khi đó không gọi là có vi khuẩn trong tiểu với mức độ phải điều trị tích cực trên một 10 mũ 5 là trên 100.000, nên là tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu thực sự. Các phương pháp cận lâm sàng cũng giống như các phương pháp khác, không tuy nhiên rằng cái việc áp dụng các phương pháp này nó sẽ nhanh chóng hơn, và không không vì chúng ta xác định ung thư thận là chúng ta sẽ phải mổ cứu giải quyết nhanh chóng, chứ không phải là để xếp lịch mổ phiên nữa, nên là nó không không giống như là ung thư thận hoặc là viêm rạch cấp. Nguyên tắc điều trị cũng vậy thôi và nên can thiệp sớm. À, đặc biệt nguyên ung thư thận cơ sỏi quản này thì cái nguy cơ cắt thận rất là cao khi mà chúng ta chẩn đoán được bệnh nhân có ứ nước nhiễm trùng của ung thư thận trong trước tiền sử rồi, có sốc nhiễm khuẩn hoặc là nguy cơ chuẩn bị sốc nhiễm khuẩn, thì đôi khi chúng ta phải cắt thận để cứu sống cho bệnh nhân, vì giai đoạn đó chúng ta loay hoay mổ lấy sỏi xong, cái trên thận nó đầy mủ như vậy thì lấy sỏi không có ý nghĩa gì cả, đúng ổ nhiễm khuẩn ứ thận đấy là đường vào gây ra nhiễm khuẩn huyết, thì đôi khi chúng ta phải cắt thận. Và câu hỏi này cũng là câu hỏi tình huống lựa chọn, người ta đưa ra câu hỏi phân chung tình huống là bệnh nhân có biểu hiện sốc nhiễm trùng, nguy cơ sốc nhiễm trùng ứ mủ thận, phương pháp điều trị đưa ra là gì, có thể là tán sỏi rồi sau đó làm là dây di dây thận và cắt thận, chúng ta sẽ lựa chọn cắt thận. Và biến chứng cuối cùng là suy cấp do sỏi thực quản, thì đây là cái biến chứng mà gọi là biến chứng cuối cùng, là giai đoạn cuối cùng của các loại biến chứng của sỏi thực quản. Cũng có thể là suy cấp này là bệnh nhân lên cơn đau quặn thận xong suy cấp luôn, khi bệnh nhân có mỗi một thận này, lên cơn đau quặn thận lần đầu tiên chưa qua giai đoạn ứ nước thận, chưa qua giai đoạn ứ mủ thận, có thể gây suy cấp luôn khi bệnh nhân có mỗi một thận, thận trên thận duy nhất chẳng hạn, mà sỏi tắc nghẽn hoàn toàn thì chắc chắn là bệnh nhân tiểu được mô niệu. Tuy nhiên cái mức độ suy cấp đó nó sẽ không có nguy cơ nhiễm trùng như những trường hợp ứ nước nhiễm trùng hay ứ mủ thận nó phát triển lên. Và cái suy cấp này cũng có thể gặp ở bệnh nhân ứ nước thận đơn thuần sau đó chuyển đến suy cấp, hoặc bệnh nhân ứ mủ thận chuyển thành suy thận cấp. Và suy thận cấp có nghĩa là tình trạng cấp tính, bệnh nhân sẽ thiểu niệu hoặc vô niệu hoàn toàn, và chúng ta phải xác định suy thận cấp có nghĩa là tắc nghẽn cả hai bên niệu quản. Do vậy mà bao giờ tiêu chuẩn chẩn đoán cũng sẽ là sỏi niệu quản hai bên hoặc là sỏi niệu quản một bên trên thận duy nhất thì mới là tiêu chuẩn chẩn đoán là suy thận cấp. Còn khi bây giờ bệnh nhân có sỏi niệu quản một bên mà lại thiểu niệu vô niệu thì chúng ta phải xác định xem thận bên kia có ứ nước không, có nguyên nhân hẹp mà do mổ cũ không chẳng hạn thì mới chẩn đoán được. Thế còn nếu không thì ta sẽ không chẩn đoán được cái suy thận cấp. Và đôi khi có những trường hợp bệnh nhân thiểu niệu vô niệu là do tình trạng sốc nhiễm trùng, suy thận cấp do sốc nhiễm trùng có thể gặp. Do vậy tình huống chẩn đoán suy thận cấp chúng ta sẽ phải dựa trên cái dữ liệu lâm sàng là thiểu niệu khi mức tiểu dưới 200 dưới 400 lít trong 24 tiếng, và vô niệu khi mức tiểu dưới 200. Thiểu niệu là dưới 400, còn vô niệu là dưới 200 lít trong vòng 24 giờ. Đấy là tiêu chuẩn chẩn đoán. Em muốn xác định được thì ba dấu hiệu định nghĩa vô niệu của Advect, nghĩa là bệnh nhân không có các cuộc đi tiểu, không có cổ bằng quang khi khám, và không có bằng quang không có nước tiểu, để chúng ta chẩn đoán phân biệt với bệnh nhân bị bí tiểu. Tức bệnh nhân vào viện, một bệnh nhân vào viện mà không đi tiểu được thì cũng có nghĩa là bệnh nhân đã tắc nghẽn đường ra của bằng quang. Tắc nghẽn đường ra bằng quang này có thể gặp là thủy đại tuyến liệt, và bệnh nhân đấy cũng có thể là gì do tắc nghẽn ở dưới trên của bàng quang, nghĩa là tắc nghẽn của đường quản, thì bệnh nhân cũng không có nước tiểu xuống bàng quang được. Do vậy người ta sẽ dựa vào cái định nghĩa ba dấu hiệu này, định nghĩa này để chúng ta xác định xem là bệnh nhân vô niệu hay là bệnh nhân bị bí tiểu. Đấy là một câu hỏi đấy, tình huống để đưa ra và chúng ta sẽ chẩn đoán suy thận cấp, và chúng ta xác định suy thận cấp do sỏi thực quản là suy thận cấp sau thận, nghĩa là tắc nghẽn nước quản, để phân biệt với trường hợp suy thận cấp trước thận như là do thiếu dịch, bệnh nhân sốc mất nước chẳng hạn, hoặc là mổ xong thiếu dịch chẳng hạn, máu áp lực máu không đủ đến thận, bệnh nhân có thể gặp suy thận cấp. Và có thể suy thận cấp tại thận, ví dụ như ngộ độc thuốc, hoặc là bệnh nhân bị ngộ độc các loại mật hoặc là nguyên do bỏng chẳng hạn, thì gây hoại tử ống thận cấp thì bệnh nhân suy thận cấp. Nguyên nhân khi đó không phải nguyên nhân tắc nghẽn mà nguyên nhân là tại từng tiểu cầu thận. Còn suy cấp do sỏi thực quản là nguyên nhân sau thận, và muốn chẩn đoán được thì chúng ta bao giờ cũng phải đi kèm theo là gì,
Ngoài dữ liệu lâm sàng này thì bao giờ người ta chúng ta cũng phải thấy rằng là bệnh nhân sẽ trên xương bệnh nhân có ứ nước thận, giãn thận, đảo thận được khoảng một hai bên và kèm theo có sỏi thực quản. Sỏi thực quản có thể nhìn thấy không? Nếu trên xương đơn thuần chúng ta sẽ dựa vào phương pháp chụp lâm sàng như là chụp cắt lớp để xác định. Thế còn đối với nhân suy thận cấp tiểu đường vô niệu mà ứ nước thận hai bên này, chúng ta siêu âm không thấy sỏi đâu thì chúng ta không không thể loại trừ được không nguyên nhân sỏi nguyên nhân khác. Ví dụ bây giờ bệnh nhân bị siêu cấp sau mổ tiểu khung chẳng hạn, nó bị tổn thương niệu quản hai bên ví dụ thế, nhưng mà không phải là do sỏi, không phải do tắc nghẽn do sỏi mà là tắc nghẽn do cái can thiệp thủ thuật, do khâu niệu quản hoặc do đốt phải niệu quản, thì chúng ta cần phải dựa vào biện pháp cận lâm sàng để chẩn đoán. Vì vậy mà siêu cấp do sỏi niệu quản thường nó muốn chẩn đoán được thì chúng ta phải dựa vào tiền sử, đã có tiền sử đau thắt lưng hoặc tiền sử đi tiểu ra sỏi, tiền sử điều trị sỏi tiết niệu rồi để chúng ta xác định. Cái đấy là một trong câu hỏi đặt ra ví dụ chẩn đoán xác định siêu cấp do sỏi dựa vào biện pháp phương pháp nào chẳng hạn, thì sẽ có một loạt câu hỏi sau đã lựa chọn. Ví dụ như là người ta đưa ra một loạt ví dụ tiền sử mổ lấy sỏi, tiền sử mổ tiểu khung và tiền sử mổ sản khoa chẳng hạn, chúng ta phải lựa chọn. Nếu điều trị thì giai đoạn cấp này thì một số trường hợp điều trị nội khoa, nội khoa để hạn chế tình trạng sụn cấp, với đôi khi một số trường hợp sụn cấp chúng ta mổ lấy sỏi cho bệnh nhân ấy, mà trong tình trạng vô niệu mà kali máu tăng hoặc ure máu creatinine máu tăng, đôi khi bệnh nhân sẽ tử vong ngay trên bàn mổ. Vì vậy mà bao giờ có cái giai đoạn chúng ta sẽ điều trị nội khoa khi mà kali máu cao trên 6,5 mg/L thì ta sẽ phải chạy nhân tạo, chạy lọc máu ngoài cơ thể cho bệnh nhân trước khi điều trị lấy sỏi. Đấy là cái khác biệt giữa cái nguyên tắc điều trị của sụn cấp. Và đây là một câu hỏi đặt ra là phương pháp điều trị tối ưu đối với trường hợp sụn cấp do sỏi thực quản, có thể là mổ lấy sỏi, nó sẽ được xong một dòng hoặc là lọc máu qua cơ thể. Chúng ta lựa chọn căn cứ theo cái phân câu hỏi chúng ta sẽ lựa chọn đúng nhất. Thế còn khi mà đối trường hợp này rồi thì là gọi là suy thận cấp, cũng là chúng ta phải giải quyết cấp khẩn cấp, thì một số biện pháp thì áp dụng được như tán sỏi nội soi một dòng hoặc là mổ lấy sỏi hoặc là nội soi màng lấy sỏi đều áp dụng được. Đấy là cái bài biến chứng sỏi thực quản. Thì chúng ta ở lớp chúng ta có hỏi gì thêm không về cái bài này? Lớp ta nghe rõ không ạ? Dạ rõ thế ạ. Các em có hỏi thêm về bài này không? Không ạ. Em thấy Nếu mà không hỏi thêm. Alo. dạ em tham khảo một chút ạ. À, bằng em thấy trong cái bệnh cảnh của bệnh nhân tiểu lâm sàng bệnh nhân đến với mình trong mình đang theo dõi cái ứ nước hoặc là cái ứ mủ ạ, thì mình chẩn đoán mình người ta bảo phương pháp chẩn đoán tiểu lâm sàng tốt nhất trong trường đấy là mình đã dùng cái gì ạ? Ứ nước ứ mủ thì muốn chẩn đoán được thì tức là lâm sàng ứ nước ứ mủ gì, Vâng ạ. lâm sàng hay cận lâm sàng? Lâm sàng ta đến từ lâm sàng ta đến là đang bệnh nhân đang trong tình trạng dấu hiệu lâm sàng như thế thì người ta yêu cầu mình dùng cái phương pháp cận lâm sàng nào để cho nó xác định cho bệnh nhân này ạ? Lâm sàng thì có mỗi mỗi chụp cắt lớp là giá trị nhất, còn Dạ siêu âm thì là vâng. cái biện pháp là thường quy rồi. Chụp cắt lớp Vâng để xác ạ. định xem cái tình trạng tắc nghẽn mức độ nào, thứ hai là do sỏi nó nằm ở đâu, vì trên xương đôi khi nhìn cái sỏi nó không rõ ràng khi mà nó ở thấp. Vâng, em cảm thấy. Và hai là trên trên các lớp sẽ nhìn được rõ cái dịch trong đại thận nó là dịch đục hay là dịch trong. Dịch đục có nghĩa là ứ mủ, dịch trong là nước. Dạ, vâng, em cảm thấy. Nếu không cho sẽ đi sang một cái bài thứ hai là bài biến chứng, cái bài giảng thứ hai là bài chấn thương niệu đạo trước và sau. Chấn thương nào trước và sau là một cái chấn thương, chúng ta nói ở đây là cái chấn thương của nam giới, tức là chấn thương niệu đạo của nam giới thôi, là vì ở nam giới niệu đạo rất là dài, nó khoảng độ nếu cả niệu đạo trước và niệu đạo sau khoảng 18 cm, ở giai đoạn như một cương cùng hai phần niệu đạo trước và niệu đạo sau. Do vậy mà về mặt giải phẫu chúng ta chưa làm niệu đạo trước niệu đạo sau. Niệu đạo trước thì là phần lớn đi từ miệng sáo này vào đến tận trong hành xốp, cũng là trước của cái cân đáy chậu căng ngang giữa xương mu và xương trùng cụt.
Thế còn niệu đạo sau bắt đầu từ cái cân đại trọng này đi vào phía phổ qua. Người niệu đạo trước sẽ gồm có là gì? Niệu đạo dương vật và niệu đạo hành nằm trong hành xốp đến tận đây. Niệu đạo sau thì gồm có phần là gì? Niệu đạo tuyến liệt nằm trong tuyến liệt và niệu đạo màng. Niệu đạo màng là một cái phần niệu đạo nó xuyên qua cân đáy chỗ giữa, do vậy mà người ta gọi là niệu đạo màng. Còn niệu đạo tuyến liệt là niệu đạo nằm trong xung quanh nó được bọc bởi tuyến liệt, là hai phần niệu đạo sau. Do vậy cái chấn thương niệu đạo trước và sau nó khác nhau ở mặt cơ chế và nguyên nhân cơ chế và cái đặc điểm lâm sàng của nó. Cái nguyên nhân của chấn thương đạo trước là gì? Do ngã đập tầng sinh môn và vật cứng. Chúng nhìn thấy đây là cái tầng sinh môn ở đây và cái sương mủ phía trên. Và khi mà ngã đập tầng sinh môn vùng này vào vật cứng như kiểu ngã mạn thuyền hoặc là ngã kiểu cưỡi ngựa thì cái niệu đạo này nó sẽ bị kẹt giữa cái sương mù và vật cứng ở phía dưới và nó sẽ dập. Cái dập niệu đạo ở đây gọi là dập niệu đạo trước này có thể gặp tổn thương của cái vật xốp ba xung quanh, rồi đụng dập vật xốp và tổn thương niệu đạo, còn không bị tổn thương của vật hang. Và khi mà tổn thương ở đây thì máu nó sẽ chảy ra ở vùng tầng sinh môn và làm cho bệnh nhân sẽ có dịu bầm tím vùng bìu. Vùng bầm tím vùng tầng sinh môn này là bìu vì chúng ta biết rằng bìu là cái vùng mà tổ chức rất lỏng lẻo và chúng ta sẽ không gặp dấu hiệu bầm tím ở vùng quanh ống hậu môn là vì cái tổ chức đây là tổ chức vùng tầng sinh môn. Trong chấn thương niệu đạo trước này thì chúng ta gặp một loại tình huống nữa là chấn thương niệu đạo trước ở phần niệu đạo dương vật. Chấn thương niệu đạo trước niệu đạo dương vật thì là đây chính là phần từ sương mù trở ra là phần niệu đạo trước mà là niệu đạo di động ở trong xương dương vật. Thế chấn thương có thể do gì? Là do tai nạn, một vật sắc nhọn nó cứa vào đây, do mảnh đạn, do bị cắt hoặc là bị súc vật nó cắn thì có thể gặp chấn thương niệu đạo trước, đứt niệu đạo trước ở đây. Và cũng có thể do bị bẻ. Bị bẻ thì thường là vỡ cái vật hang này và đôi khi cái niệu đạo trước nó bị rách khi mà nó bị xoắn vặn nhiều, có thể rách kèm theo. Do vậy cái chấn thương niệu đạo trước này bao gồm cơ chế là ngã từ mảnh thuyền hoặc là do tai nạn sinh hoạt, tai nạn lao động, tai nạn chiến tranh thì là tổn thương niệu đạo trước. Đấy là cái cơ chế đầu tiên. Để phân biệt với niệu đạo sau là gì? Niệu đạo sau là cái phần đây, chúng ta nhìn thấy đây là niệu đạo tuyến liệt, đây là bàng quang. Niệu đạo tuyến liệt nó nằm đây, cái phần này là nó được bọc xung quanh bởi tuyến liệt. Cái niệu đạo màng nó sẽ cái tim niệu màng là phần mỏng ở đây thôi, nó đi xuyên qua cân đáy chỗ giữa là căng ngang giữa sương mù và đến sương mù có tạo thành một cái màng như màng trống, nó che, nó nâng đỡ toàn bộ tạng trong tiểu khung này để ranh giới với vùng tầng sinh môn. Và khi mà muốn tổn thương, khi chúng ta gặp cơ chế chấn thương niệu đạo sau là niệu đạo màng đây hoặc là niệu đạo tuyến liệt đây thì bao giờ cũng kèm theo gì? Bệnh nhân vỡ ống chậu. Cái vỡ ống chậu có nghĩa là cái xương chậu nó vỡ, cái mảnh xương ngành chậu mô hình mô gãy, nó sẽ chọc vào cái phần tuyến liệt vào trong cái niệu đạo tuyến liệt này, có thể gây ra gì? Tổn thương đạo tuyến liệt, hoặc là khi xương mu hoặc ngành chỗ mù mu bị gãy và di lệch nhiều, nó sẽ xé rách cân, cái cân đấy chỗ giữa nó như một cái cân mặt trống nó bị rách ra thì cái niệu đạo màng rách theo. Do vậy cơ chế chấn thương của niệu đạo sau bao giờ cũng đi kèm theo là gì? Bệnh nhân bị vỡ xương chậu. Và khi bệnh nhân không có vỡ xương chậu, đừng bao giờ chúng ta chẩn đoán là chấn thương niệu đạo sau. Đây là một điểm hoàn toàn chúng ta hết sức lưu ý điểm đó để vấn đề cơ chế chấn thương. Và khi mà chấn thương niệu đạo sau này thì chúng ta gặp là gì? Cả chấn thương niệu đạo trước và sau nó đều làm đình trệ lưu thông nước tiểu từ trên bàng quang ra ngoài, do vậy bệnh nhân sẽ có rượu bí tiểu. Cả hai đều có rượu bí tiểu. Thứ hai nữa là gì? Bàng quang căng to, khi sau đến 2 4 tiếng sau chấn thương bàng sẽ căng lên. Thứ ba nữa là chảy máu. Chảy máu thì tùy mức độ tổn thương, nếu niệu đạo trước này nó sẽ gây chấn thương đụng dập vật xốp ở đây, nó gây tụ máu tầng sinh môn hoặc bìu và chảy máu ra ngoài miệng sáo ra ngoài thì chúng ta thấy dấu hiệu bệnh nhân đi tiểu ra máu. Và rất hiếm khi chấn đạo trước này mà nước tiểu có máu này trào ngược lên tận trong bàng quang gây ra máu cục bàng quang. Tuy nhiên đối với chấn đạo sau này chúng ta gặp là gì? Bí tiểu là một. Thứ hai nữa là máu chảy từ đây ra nó sẽ ngấm ra ở cái vùng sau này quanh ống hậu môn, rồi chúng ta sẽ thấy dấu hiệu là gì? Bầm tím quanh ống hậu môn. Tuy nhiên rằng nó phải muộn, sau chấn thương khoảng 3 4 ngày, chứ sau chấn thương sẽ không có tình trạng tụ máu quanh hậu môn sớm, khác biệt hẳn hoàn toàn với cái chấn thương trước là
máu thì nó ngay lớp nông dưới da cũng có thể dấu hiệu là gì, tụ máu bùng bì xuất hiện sớm, và máu chảy ra từ cái niệu sau này nó có thể vào trong bàng quang, vì từ đây lên bàng quang rất là gần, từ đây ra niệu đạo miệng sáo rất là xa, do vậy thường nguyên nhân chấn thương đạo sau này thường nguyên nhân chỉ có rỉ máu miệng sáo chứ không đầy máu nhiều như chấn thương đạo trước, và có thể gặp máu cục bàng quang, đặc biệt là chấn thương niệu đạo tuyến tiền liệt này thì tuyến liệt nó bị vỡ do mảnh sương mù chọc vào, từ vỡ tuyến liệt nó máu theo niệu đạo vào trong bàng quang, nó sẽ gây ra máu cục bàng quang. Đấy là một điểm khác biệt về mặt cơ chế và mặt triệu chứng của chấn thương đạo trước chấn thương đạo sau. Vì vậy mà cái câu hỏi đặt ra trong chấn thương đạo trước đạo sau này ấy, thì người ta có thể ra tình huống là bệnh nhân ngã đập tầng sinh môn vật cứng và sau tai nạn xong bệnh nhân bị tiểu ra máu, dựa trên dữ lâm sàng thêm thì các anh chị chẩn đoán sơ bộ là gì, tức là chẩn đoán sơ bộ và lâm sàng là gì, chấn thương thận, chấn thương bàng quang, chấn thương đạo trước, chấn thương đạo sau, chúng ta phải lựa chọn chấn thương đạo sau à, chấn thương đạo trước. Cũng tình huống lâm sàng như vậy, bệnh nhân vỡ chậu hạn thì chúng ta lại phải lựa chọn cái chấn thương đạo sau. Thế còn một bệnh nhân ví dụ như là cơ chế là ngã đập vùng bụng vào vật cứng, hoặc là ngã bị một vật cứng va đập vào thắt lưng, thì chúng ta sẽ chẩn đoán là vỡ bàng quang hoặc chẩn đoán vỡ thận, chấn thương thận. Nhưng trong chấn thương hệ tiết niệu bao gồm một chấn thương thận, chấn thương bàng quang, chấn thương niệu trước niệu sau, thì câu hỏi bao giờ lựa chọn các ý đúng, ý nào đúng nhất, chúng ta sẽ lựa chọn thêm tình huống. Ở trong cái bài này chúng ta sẽ có tình huống là một cái là vỡ chậu đi kèm thêm niệu đạo à, sau còn vỡ đập tầng sinh môn vật cứng chúng ta đi kèm theo đó là chấn thương đạo trước. À, đặc biệt là đây là cái mô tả cái chấn thương đạo trước đây, đập tầng sinh môn vật cứng đây là chúng ta thấy tụ máu bùng bì. À, còn đối với tổn thương lo đi. Cái tổn thương giải bệnh này đối niệu trước là có thể đứt không hoàn toàn, đứt hoàn toàn là vì cái niệu đạo trước nó sẽ dày, thành nó sẽ dày hơn so với niệu sau, niệu sau nó chỉ là một cái niệu đạo màng thôi, do vậy mà tổn thương nó thường là đứt hoàn toàn. Thì theo tức mức độ tổn thương phân loại giải bệnh này, chúng ta sẽ có triệu chứng lâm sàng có thể đánh ra máu toàn bãi, hoặc là chỉ có tụ máu bụng dập là tụ máu tầng sinh môn, hoặc là đứt vẫn đạt được xung tiểu hoặc không đạt được xung tiểu. Chẩn đoán chúng ta dựa vào cơ chế đau chói tầng sinh môn và khám thấy tụ máu bùng bìu, nhắm mắt vào từ tụ máu bùng bìu mà ngã tập tầng sinh môn cứng ra chẩn đoán chấn thương trước. Thế còn trong trường hợp bờn tím này, chúng ta gặp một loại bệnh lý nữa là vỡ vật hang do chấn thương đạo trước, cũng là một tình trạng chấn thương trước nhưng mà không phải do ngã tập tầng sinh môn cứng mà do bị bẻ, thì máu từ cái vật hang vỡ nó ngấm vào vùng bìu cũng tạo nên dấu hiệu máu tụ như này. Nhưng thường nó là có các khai thác cơ chế, chúng ta sẽ xác định được là cái cơ chế là do bị tạm thăm khám mô tụ tầng sinh môn cánh bướm, chấn thương sáo, điểm đau chói và cầu bàng quang là dấu hiệu ta đã nói vừa rồi. Hình thái lâm sàng đây thì từ cái hình thái lâm sàng chúng ta sẽ có ba dấu hiệu: dập vật xuất đơn thuần, đứt niệu đạo không hoàn toàn, đứt niệu đạo hoàn toàn. Thì theo cái tình huống lâm sàng này thì sẽ có những câu hỏi ví dụ như là bệnh nhân ngã tập tầng sinh môn cứng, bệnh nhân vẫn đi tiểu ra được và bệnh nhân khám thì không thấy trong không có chảy máu niệu sáo và khám thấy tụ máu tầng sinh môn. Chẩn đoán sơ bộ là tổn thương như thế nào đúng nhất, chúng ta sẽ lựa chọn là dập vật xuất đơn thuần. Tất nhiên là người ta sẽ cho câu hỏi dập vật xuất đơn thuần, đứt niệu hoàn toàn, đứt niệu không hoàn toàn, thì chúng ta sẽ có cái lựa chọn. Hoặc là bệnh nhân cũng tình huống lâm sàng như vậy nhưng bệnh nhân có chảy máu niệu đạo và chúng ta chẩn đoán niệu đạo không hoàn toàn. Còn khi tình huống lâm sàng mà bệnh nhân có chảy máu niệu đạo, tụ máu tầng sinh môn lớn và có bì đái cầu bàng quang căng, chúng ta phải chẩn đoán bị hoàn toàn. Đấy là cái mà chúng ta phải lựa chọn. À, trên thực tế thì chấn thương trước này ra chẩn đoán chủ yếu dựa vào lâm sàng thôi, còn cận lâm sàng hầu như chúng ta không
áp dụng, bởi vì lâm sàng nó rất là điển hình rồi. Chứ đây là mặt lý thuyết thì chụp ngược đạo ngược dòng, tức là cái câu hỏi này thực ra là sẽ không có trong cái câu hỏi thi, là vì bây giờ không ai chụp như này nữa, là chụp đạo ngược dòng thì thuốc cản quang tràn ra ngoài niệu đạo và thuốc cản quang đạo ở phần sinh môn. Cái này là cái mà mặt lý thuyết thì có thôi. À, tuy nhiên câu hỏi có thể gặp là để chẩn đoán xác định chứng minh đạo trước thì biện pháp cận lâm sàng nào được là coi là tối ưu, ví dụ thế, có thể là gì, nong niệu đạo, chụp niệu đạo bằng quang ngược dòng hoặc là soi niệu đạo chẩn đoán. Thì cái soi niệu đạo là cái mà là biện pháp tối ưu, cũng là chúng ta soi niệu đạo chúng ta vừa chẩn đoán được 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 là cái tổn thương niệu đạo ở mức độ nào. Đây là diễn biến bi đái đến tiểu sinh môn, nó sẽ môn hệ niệu đạo. Thì cũng có thể có câu hỏi là các diễn biến tự nhiên của chấn thương đạo trước không được xử trí là gì, đưa ra một loạt thì ta sẽ dựa trên những cái ý này ta lựa chọn. À, tiến triển tự nhiên thôi, đầu tiên sẽ là bí đái mà mãi mà không được điều trị, bệnh nhân chuyển viện mấy tiếng sau, sau khoảng chấn thương khoảng 2 3 tiếng sau, nếu không đái được là thành có cầu bằng quang thôi. Nếu mà không cầu bằng quang mà không giải quyết được thì nước tiểu nó sẽ ngấm vào tầng sinh môn dần. Giai đoạn đầu thì không thấy tầng sinh môn nó bình thường, nó chỉ có tụ máu thôi. Giai đoạn sau nước tiểu vào nó sẽ làm tầng sinh môn nó căng lên, chúng ta ấn vào thấy đau, và đến muộn hơn nữa thì áp xe tầng sinh môn và di chứng hậu quả sẽ là hẹp biểu đạo. Đấy là cái tiến triển tự nhiên của cái tổn thương ở trước. Về nguyên tắc điều trị thì chấn thương ở trước thì nó sẽ là rất nhiều loại tổn thương, tức là từ tổn thương không hoàn toàn, tổn thương chỉ có tổn thương đụng dập vật sốt đơn thuần thôi, tổn thương đứt lượng không hoàn toàn, tổn thương đứt lượng hoàn toàn. Do vậy mà chúng ta sẽ đánh giá lựa chọn hóa điều trị căn cứ hoàn toàn trên cái triệu chứng lâm sàng, bệnh nhân có đái được không, mức độ chảy máu đạo như nào, mức độ tầng sinh tụ máu tầng sinh môn bao nhiêu, ở mức độ nào, và tình trạng y tế của tầng sinh môn như nào. Thì câu hỏi đặt ra có thể là gì, cái tình huống người ta đưa ra là bệnh nhân sau chấn thương bệnh nhân vẫn đái được, có chảy máu đạo, tụ máu tầng sinh môn mức độ vừa phải thì lựa chọn hóa là gì. Cũng tình huống như vậy thì có tụ máu tầng sinh môn lan rộng, ấn đau và có viêm tế tiểu sinh môn, lựa chọn hóa gì chúng ta sẽ nói ở phần sau. Nhưng là cái tình huống lâm sàng đưa ra như nào chúng ta sẽ căn cứ vào đó chúng ta quyết định cái câu trả lời chúng ta ở sau. Thế cái hướng xử trí này tùy theo tình huống lâm sàng. Ví dụ giờ bệnh nhân không đái được như nào, không đặt được sông, không đái được đặt sông vào niệu đạo thì không được, nghĩa là đứt niệu hoàn toàn rồi thì chúng ta phải buộc phải mổ thông bằng quang. Thế cái mổ thông bằng quang này sẽ phù hợp với tình huống lâm sàng là bệnh nhân không đái được và bệnh nhân không đặt được sông niệu đạo, là sẽ phù hợp với tình huống lâm sàng, có lựa chọn là mổ thông bằng quang. Thứ hai là tình huống lâm sàng thứ hai là bệnh nhân không đái được này, có đặt sông niệu đạo không được và tụ máu tầng sinh môn lớn lan rộng, thì cái lựa chọn là gì, có thể mổ thông bằng quang, có thể là điều trị bảo tồn tuyến trên hoặc là mổ tầng sinh môn lấy máu cụ cầm máu niệu đạo. Khi mô tuyến tầng sinh môn chúng ta lựa chọn cái mổ máu cụ này. Thế còn ở một tình huống nữa là ở bệnh tuyến trung ương là một nhân vào chấn thương đạo tuyến dưới chuyển lên, cũng có bi đái, cũng có chảy máu miệng sáo nhiều, thì có tầng sinh môn và chưa có viêm tấy, lựa chọn là gì, chúng ta lại lựa chọn là gì, mổ tạo hình đạo thi đầu. Thế còn ở những trường hợp tình huống là viêm tấy nước tiểu tầng sinh môn lan rộng, nếu có sốt đến viện trong trạng đó thì chúng ta không thể tạo hình đạo được, cũng không thể bảo tồn bằng mổ thông bằng quang được, mà buộc phải rạch mở rộng tầng sinh môn lấy máu tụ. Là đây là vì khi mà bệnh nhân có viêm tấy nước tiểu tầng sinh môn rồi ấy, thì nguy cơ nhiễm khuẩn nhiễm trùng nhiễm độc rất là cao, buộc phải mở rộng tầng sinh môn lấy máu tụ. Đấy là cái lựa chọn theo tình huống sàng người ta để gặp kỹ câu hỏi, người ta hỏi trên thì ở dưới nó sẽ có câu trả lời. Nói chung tình huống lâm sàng nó sẽ cái câu trả lời ở dưới, ví dụ như bốn phương pháp điều trị nó chỉ bốn phương pháp chung thôi, nhưng cái câu câu thân câu hỏi trên nó sẽ thay đổi, ví dụ như là tùy theo các dấu lâm sàng ở trên chúng ta sẽ lựa chọn cái tình huống lâm sàng, tình huống cái phương pháp điều trị phù hợp ở dưới. Đây là cái điều trị cụ thể đang nắm cái này thôi, trong cái sách ôn tập mà sơ đã có rồi. Thì bệnh nhân đái được, bệnh nhân không đái được, có thể môn đến một viêm tấy đấy, cái phẫu thuật phục hồi niệu đạo ngay thì đầu này thì thực ra được phẫu thuật viên quen người ta có thể làm được, người ta mở rộng luôn tầng sinh môn, người ta cầm máu, người ta không nối niệu đạo lành với nhau. Và những trường hợp mà không tạo hình niệu đạo thì đầu được thì sẽ phải mổ tạo hình đạo thứ hai sau khoảng, tức là cái lưu một tháng trước, sau đó là tạo hình niệu đạo thứ hai. Thế còn
Sau khi điều trị bảo tồn bằng cách xông tiểu hoặc là mổ thì nguy cơ hẹp bệnh đạo vẫn có. Thì thường là bệnh nhân sẽ đến viện muộn sau chấn thương hoặc là can thiệp một vài tuần bệnh nhân tái khó trở lại. Thì ta phải nong bệnh đạo và chẩn đoán hẹp bệnh đạo sau có thể cắt trong bệnh đạo và tạo hình bệnh đạo thứ hai, thứ ba tùy theo từng tình huống. Đấy là chấn thương niệu đạo trước. Thì còn đối với chấn thương niệu đạo sau thì chúng ta thấy rằng cơ chế vôi chậu gây giằng xé đứt cân đáy chậu giữa, gây rách nhiều động mạch và do mạch xương mu chọc thủng vào tuyến tiền liệt gây vỡ niệu tiền liệt. Và trong đối với trường hợp vỡ chậu này chúng ta có thể gặp tình huống là bệnh nhân có kèm theo vỡ bàng quang trong khúc mạc kèm theo. Do vậy cái câu hỏi đặt ra với tình huống bệnh nhân ngã có vỡ chậu mà lại có vỡ bàng quang kèm theo thì cái câu cái chẩn đoán sơ bộ dưới lựa chọn nào ý nào nhất mà có cái niệu đạo sau chúng ta lựa chọn, niệu đạo trước chúng ta sẽ lựa chọn. Đây hình ảnh mà thấy đi xương chậu có thể vỡ nó toác cái khớp mu như này hoặc là mất vững ngành chậu mu thì mới có nguy cơ rách cân đáy chậu giữa và gây tổn thương niệu đạo sau. Chứ còn những trường hợp mà chưa chỉ có vỡ ngành chậu mu ngồi mu một bên không gì lại khớp mu hoặc không tắc khớp mu thì cái tổn thương niệu đạo sau thường là ít khi người ta gặp mà đó có thể là vỡ bàng quang trong hoặc ngoài khúc mạc thì là biểu hiện lâm sàng giống nhau thôi, cũng là bí đái cũng rỉ máu miệng sáo và đặt thông tiểu thì không được. Và chúng ta lưu ý một điểm là chấn thương niệu đạo sau này thì vì là kèm theo vỡ chậu nên là toàn thân bệnh nhân sẽ nặng hơn so chấn thương niệu đạo trước và có thể có sốc trong khoảng 20% các trường hợp và có thể tổn thương phối hợp trong ổ bụng hoặc là bàng quang hoặc những mạch máu lớn hoặc là đa chấn thương. Với cảnh lâm sàng thường là nặng hơn so với chấn thương niệu đạo trước. Người trước nhiều khi bệnh nhân ngã xong bệnh nhân vẫn có thể tự đi bộ vào trong 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 phòng khám được. Chứ còn chấn thương niệu sau mà vỡ chậu này ấy, thì thường bệnh nhân nằm cáng đi vào chứ chẳng bao giờ bệnh nhân có thể ngồi đi lại được. Đấy là cái tình huống lâm sàng là chấn thương niệu sau bao giờ cũng đi kèm theo là gì, dấu hiệu vỡ chậu. Bệnh lâm sàng thì khác hơn niệu trước là sốc có thể gặp đến 20-75% các trường hợp tùy theo mức độ tổn thương. Và cái dấu hiệu đứt niệu sau này thường là bị lu mờ khi mà dấu hiệu sốc nó xuất hiện, đặc biệt là trong một cảnh lâm sàng đa chấn thương có chấn thương phối hợp thì cái tổn thương niệu sau này nó chỉ biểu hiện là chảy máu niệu sáo bí đái và muộn hơn nữa là máu tụ quanh hậu môn và thăm trực tràng thì thấy là gì có cuối cùng la căng thì thường hay là chẩn đoán là tương đối muộn. Do vậy mà thường tổn thương niệu sau thường được chẩn đoán sau khi chúng ta đã loại trừ được các tổn thương bụng phối hợp khác mà nó không đe dọa tính mạng. Đây là dấu hiệu lâm sàng để chẩn đoán xác định. Thì câu hỏi có thể gặp là dựa vào dấu hiệu nào để chẩn đoán xác định nhân có chấn thương niệu sau? Đấy, như thế chúng ta sẽ dựa vào đâu? Dấu hiệu lâm sàng là gì? Bí tiểu nhân có vững chậm, như thế hoặc gì máu mình xá cho nhân có vững chậm, chúng ta sẽ chẩn đoán là xác định chấn thương niệu sau về mặt lâm sàng. Thế còn giờ phương pháp cận lâm sàng để chẩn đoán xác định chấn thương niệu sau, ví dụ như là sau niệu đạo, chụp niệu bằng quang dòng hoặc là sau niệu đạo, là lựa chọn con nào? Chụp đạo ngược bằng quang dòng trước đây có thể dùng khi mà chụp lên thì thấy thuốc nó tràn ra ngoài quanh cái tiểu khung, quanh cái cổ quang hoặc quanh cái vùng quanh sau dưới của bằng quang. Sau niệu đạo thì là phương pháp mà sau vào trong thì nó sốc không áp dụng được. Là sông niệu đạo là một pháp có thể chẩn đoán được nhanh chóng là tổn thương mức niệu khi không sông không ở trong bàng quang được. Đây là pháp có thể áp dụng để sẽ lựa chọn pháp là sông niệu đạo, là vì trong khi bệnh nhân vỡ chậu khi chụp niệu đạo bằng quang dòng sông niệu đạo là biện pháp không thực hiện được ở những bệnh nhân cấp cứu thường khi ổn định rồi và chúng ta chẩn đoán xác định chúng ta mới có thời gian chúng ta mới làm pháp này. Chẩn đoán phân biệt vô tuyến liệt biến đạo tuyến liệt hoặc vỡ quang trong ngoài khúc mạc, ta được biết là đây là hai cái biến chứng có thể được đi kèm. Tức là trên một bệnh nhân vỡ chậu có thể gặp vừa tổn thương niệu đạo màng, vừa vỡ tuyến liệt, như là tuyến liệt, vừa vỡ bàng quang trong ngoài khúc mạc. Vậy mà chúng ta hết sức lưu ý là cái bệnh cảnh lâm sàng của chấn thương niệu sau nó đa dạng và phức tạp hơn so với chấn thương niệu trước. Vì vậy trước một câu hỏi là ví dụ như là bệnh nhân sau vỡ chậu có đau bụng, gì có người sáo bí tiểu, khám thì không có bàng quang đâu cả. Thế chẩn đoán chúng ta là chẩn đoán sơ bộ là gì? Thì đối với những bệnh nhân chấn thương đạo sau đơn thuần mà bí tiểu chắc chắn phải có vỡ bàng quang. Khi không có vỡ bàng quang có nghĩa là bệnh nhân này có kèm theo vỡ bàng quang trong hoặc ngoài khoảng. Vì vậy mà cái câu lựa chọn của chúng ta có thể là vỡ bàng quang đơn thuần
với bằng quang trong màng vi quang và mạc là chấn thương điều đạo đi kèm với quang. Thế chúng ta phải lựa chọn cái gì? Chấn thương điều đạo đi kèm với quang. Về diễn biến biến chứng thì đây một tổn thương niệu đạo sau ở sâu ở trong tiểu khung như vậy. Biến chứng đầu tiên bí đái cũng giống như lần trước thôi. Từ bí đái này nó không được xử trí, nước tiểu sẽ ngấm không phải vùng tầng sinh môn nữa mà ngấm ở vùng tiểu khung, ống hồi tràng. Và chúng ta biết ở đây là cái vùng là rất nhiều tổ chức mỡ, bạch huyết, mà hai đây là có xương, cái đầu xương chậu nó bị vỡ, nó ngâm trong tổ chức nước tiểu này sẽ gây tình trạng nhiễm trùng nhiễm độc đến muộn. Và đôi khi bệnh nhân vào viện trạng sốc rất là nặng nếu không được dẫn lưu bằng quang, không được dẫn lưu nước tiểu trên để giảm áp lực nước tiểu trên bằng quang. Biến chứng là hẹp niệu sau chắc chắn rồi, tất cả biến chứng tổn thương niệu sau nó đều gây hẹp, mặc dù chúng ta có đặt sông tiểu được hoặc là chúng ta có dẫn lưu bằng quang trước thì cái nguy cơ hẹp niệu sau vẫn có. Sở dĩ ở đây là vì cái niệu đạo màng nó rất là mỏng manh, nó nằm ở cân xuyên qua cân đáy chỗ giữa, và khi mà đã bị đứt ra rồi thì máu tụ xung quanh nó sẽ tổ chức hóa và một thời gian sau sẽ hẹp lại. Nên hầu như các bệnh nhân chấn thương niệu đạo sau hầu như là phải mổ tạo hình thứ hai. Còn biến chứng muộn cũng là viêm xương kéo dài do nước tiểu suy thận, là biến chứng mà thường giai đoạn nhiễm trùng nhiễm độc đến muộn thì gặp một số biến chứng như này. Vậy câu hỏi chúng ta sẽ lưu ý một số điểm là ví dụ như là biến chứng xa của chấn thương niệu đạo sau là gì, là hẹp niệu đạo sau. Còn biến chứng sớm của chấn thương niệu đạo sau là gì? Có thể là viêm xương do nước tiểu suy thận, giai đoạn này có thể là tùy theo cái thân câu hỏi ta sẽ lựa chọn. Thế còn đối với chấn thương niệu trước thì rõ ràng là sẽ không có tình trạng viêm xương, không có tình trạng suy thận. Do nước tiểu thì có thể do tầng sinh môn nhưng thì rất là ít khi gặp thôi. Còn do nước tiểu của chấn thương niệu sau là do nước tiểu tiểu khung. Đấy là cái chúng ta cần lưu ý khi câu hỏi tình huống đưa ra ta lựa chọn. Nguyên tắc điều trị thì chấn thương niệu sau này nó khác chấn thương niệu trước là chúng ta phải có cái điều trị toàn thân do sốc, do bệnh lý không phải từ tiểu đạo mà bệnh lý của ống chậu thì cần phải hồi sức chống sốc, hoặc là bệnh lý đa chấn thương chúng ta phải hồi sức. Chứ giờ người hay đi lưu bằng quang với cả đặt sông tiểu để kiểm tra đứt niệu không thì có khi bệnh nhân tử vong vì cái tiểu sốc mất rồi. Sau khi hồi sức chống sốc chống siêu hấp tuần hoàn rồi bệnh nhân tức là duy trì nếu hội sinh tồn của bệnh nhân rồi chúng ta mới đánh giá đầy đủ thương tổn của đạo. Thì thương tổn của đạo này có thể gây ra biến chứng hẹp của đạo hoặc nhiễm khuẩn tầng sinh môn ở vùng tiểu khung nhưng mà không gây đe dọa tính mạng như là các sốc do siêu hấp tuần hoàn, có thể chúng ta phải ưu tiên hồi sức chống sốc trước và sau đó thì mới đánh giá tổn thương phối hợp về niệu đạo. Còn đối với niệu đạo thì chúng ta sẽ xử lý niệu sau mà không như niệu trước, niệu sau thì thường xử lý rất tạm, đôi khi chúng ta phải cứu sống bệnh nhân cách là chúng ta cứ lưu quang trên còn đặt sông tiểu được đặt và thường là tạo hình niệu thứ hai, không giống như những niệu trước là chúng ta có thể tạo hình niệu ngay khi đầu. Trong nhiều trường hợp bệnh nhân sốc nặng nhiều khi chúng ta phải mổ thắt động mạch chậu trong để cầm máu khi máu tụ xuống mạch tăng nhanh, và hiện nay chúng ta thay thắt động mạch chậu trong bằng cách là chúng ta chụp mạch và can thiệp mạch nút động mạch chậu trong một hoặc hai bên để cầm máu, cầm những nguồn chảy máu từ cái mạch máu nhỏ trong tiểu khung, đặc biệt là từ xương chậu vỡ. Đối với tổn thương niệu đạo sau thì xử trí làm gì? Cũng là đưa ra cái tình huống như niệu đạo trước thôi. Bệnh nhân có một số trường hợp niệu đạo sau thì rõ ràng là không niệu trước, bệnh nhân đôi thường là không đi tiểu, tự đi tiểu được, nó chỉ rỉ máu sáo, và chúng ta sẽ đánh giá là có đạt được sông niệu đạo được hay không. Nếu đạt được sông niệu đạo thì chúng ta sẽ lưu sông, còn không đạt được sông niệu đạo thì không nên cố gắng đặt sông, tức là không nên cố đặt nhiều lần, bởi vì càng đặt nó sẽ càng nước niệu đạo không hoàn toàn, hai đầu nó có dính nhau thì có thắt thôi. Đặt không được thì thôi, nếu mà cố gắng đặt nó sẽ đẩy hai đầu rời xa nhau ra thì biến thành một cái không hoàn toàn, không hoàn toàn. Bắt đầu bệnh nhân thì bằng cứng đây chính là nguyên tắc điều trị của cái vỡ xương chậu, là vì chúng ta chống sốc cho vỡ xương chậu không chỉ là truyền máu truyền dịch giảm đau mà còn là gì bất động cho bệnh nhân, đặc biệt là khi bệnh nhân bị tiểu không được chọc kim mà quang trên sương mù, để chọc kim mà quang trên sương mù để rút nước tiểu ra thì nó chỉ có giai đoạn nhất định, chúng ta để bệnh nhân chuyển lên tuyến trên khoảng 4-5 tiếng sau mà chúng ta vẫn không dẫn lưu bằng quang được thì rõ ràng sẽ cấm dịch ra tiểu khung và gây ra tình trạng viêm phế tiểu. Phục hồi lưu thông niệu đạo ngay từ đầu thì chỉ định hạn chế hơn cho niệu đạo trước, là vì nó ở sâu, nó bình thường là muốn mổ cái này là phải mở luôn cả khớp mu ra nối niệu đạo, sau đó thì đóng khớp mu lại và kết hợp với chấn thương chỉnh hình để kết hợp cả cái xương chậu vỡ. Như vậy cái này chỉ áp dụng cho tuyến ở tuyến trên thôi. Vậy câu hỏi đặt ra cũng có thể là khi tiếp nhận bệnh nhân vỡ chậu
có đứt nửa sau ở tuyến cơ sở. Bệnh nhân trong tình trạng sốc mất máu thì ta thái độ xử trí đúng nhất là gì? Ví dụ như là hồi sức trong sốc này, mổ bằng nhựa đạo này, và sưng tiểu cái đường qua, chúng ta phải lựa chọn hồi sức trong sốc. Đấy, còn ở tuyến trên thì lại là hồi sức trong sốc kết hợp với mổ phục hồi lưu thông nội tạng thì đó. Còn đa số các trường hợp là dẫn lưu bằng quang và phục hồi lưu thông nội tạng thì hai. Và khi mà hẹp tái phát sau khi tạo hình hoặc là sau khi rút xong thì chúng ta sẽ điều trị đi chỉnh hẹp nửa sau giống như là nửa trước, tuy nhiên nửa sau phức tạp hơn là vì thường nó hẹp lại là do cái sưng mu nó sập xuống hoặc là do máu tụ trong vùng tiểu khung nó không thoát đi đâu được cả, nó sẽ tổ chức hóa gây ra nó co kéo cục nửa đạo và thường là nửa thứ hai. Đấy là thái độ xử trí nửa đạo sau. Thế còn đến chờ đến muộn thì cái biểu hiện lâm sàng cũng là chấn thương trước thôi, đến muộn thì bệnh nhân có sốt, bắt đầu có mô tụ nguyên tế nước tiểu từ khung lan rộng, chúng ta buộc phải mổ lưu ở trên dẫn lưu triệt để khối mô tụ nguyên tiểu, cũng là dẫn đặt nhiều dẫn lưu vào trong bụng hai bên cái bằng quang và kết hợp điều trị tiếp tục chống nhiễm trùng, chống suy thận và khi nó ổn định mới phục hồi lưu thông đạo thứ hai. Đây là một cái điểm khác biệt so với cả cái chấn thương điện trước, nghĩa là có giai đoạn có thể nhiễm trùng nhiễm độc đến muộn thì chúng ta giống như điều trước là dẹp tầng sinh môn thì đây chúng ta phải lưu bằng quang kết hợp với dẫn lưu triệt để của máu tụ nước tiểu ở vùng tử cung. Đấy là cái bài chấn thương điện trước là sau thì nó cũng gói gọn trong cái nội dung về mặt cơ chế, mặt triệu chứng và phân loại như tổn thương cũng như là cái độ xử trí nó đều chia các mức độ giai đoạn sớm và muộn và tùy theo mức độ tổn thương theo cơ chế. Để chúng ta sẽ hết sức lưu ý câu hỏi dựa vào thân câu hỏi, ta sẽ lựa chọn ý đúng hoặc là câu hỏi đúng hoặc là câu hỏi lựa chọn câu đúng nhất. Lớp chúng ta có hỏi thêm về bài này không? Có điều chưa rõ không? Alo, các em có nghe rõ không? À, có. Các em có hỏi gì thêm không? Dạ. Em thấy là cái chỗ mà sai và thầy và giảng qua là cái chỗ mà mình không được chọc kim ở trên sưng mu để dẫn lưu nước ngoài ạ. Thì em chưa hiểu cái lý do của mình là mình không làm được đó. Tức là cái chọc kim này thì là khi mà bệnh nhân bị khi bệnh nhân bị đái cầu bằng quang căng ấy mà chúng ta không đặt sông tiểu được ấy thì chúng ta buộc phải dẫn lưu bằng quang để dẫn lưu nước tiểu ra ngoài. Chúng ta không có tình huống là chúng ta chọc kim trên sưng mô để rút nước tiểu ra, sau đó chúng ta rút kim đi. Khi đó thì chúng ta không xử trí ngay thì 1-2 tiếng sau bằng quang nó căng lên và nước tiểu nó thấm ra ngoài xung quanh bằng quang ở chỗ chúng ta chọc kim. Thế thì thường là dù tuyến dưới mà người ta muốn không dẫn lưu bằng quang ngay được ấy, người ta sẽ chuyển lên tuyến trên, người ta chọc kim bằng quang trên sưng mu, người ta lưu kim đó lại, kim đó là cái kim luồn và coi như một hình thức dẫn lưu bằng quang bằng kim thì là được. Còn chúng ta tránh tình trạng là chọc kim trên sưng mu và chúng ta rút luôn kim, rút cái kim đó ra luôn và để lại một cái lỗ thủng của bằng quang, mặc dù nhỏ nhưng khi bằng quang nó căng lên, bí tiểu nó căng lên sau một vài tiếng nó sẽ thoát dịch ra ngoài cái khoang quanh bằng quang, gây ra những nhiễm trùng nhiễm độc cho bệnh nhân. Đấy là cái ý của cái ý này là như vậy. À, vâng, cảm ơn thầy. Cái câu hỏi có thể gặp là ví dụ như trước bệnh nhân bị đái do tổn thương nhỏ sau chẳng hạn thì thái độ xử trí đúng nhất là gì? Có thể là chọc kim bằng quang trên sưng mu hoặc là đặt thông tiểu hoặc là dẫn lưu bằng quang hoặc là mổ tạo hình nhân tạo lưu thông đạo ngay thì đầu. Chúng ta sẽ là cái mà đúng nhất là dẫn lưu bằng quang trên sưng mu, chứ chúng ta không lựa chọn chọc kim bằng quang trên sưng mu. Đấy là cái mà có thể gặp trong câu hỏi. Các bạn có hỏi gì thêm không? Thầy, em xin hỏi về cái bài về liệu biến chứng sỏi niệu quản lúc nãy em chưa kịp hỏi ạ. Ừ, nói đi. Vâng, thưa thầy là trong cái phần mà chụp xạ hình thận để đánh giá cái gì cắt thận ạ. Thì khi chụp xạ hình thận là nó là một cái thuốc nó đi qua chỉ đi qua thận thôi, nhưng mà ý em là khi đang tắc nghẽn thế thì nó có ảnh hưởng đến kết quả chụp ạ. Ví dụ như mình sau khi mình giải quyết cái tắc nghẽn cho bệnh nhân xong thì là cái kết quả chụp xạ hình nó có tăng lên không ạ? Cái xạ hình thận ấy nó khác với cả chụp mà niệu đồ tĩnh mạch mà của chú IV nào là chụp cắt lớp, là vì cái xạ hình thận nó sẽ tất cả những tổ chức nhu mô thận nào có máu đến, có mạch máu đến ý, tức là máu nó còn đến thì nó sẽ ngấm cái đồng ống xạ. Nó khác với cả cái chụp
cái thuốc cản quang khi chụp nội tĩnh mạch và chụp cắt lớp vi tính là nó dựa vào áp lực của động mạch, tức là máu áp lực động mạch đổ thì nó mới đến nhu nhu mô thận, thế còn xạ hình thận là khi máu không đủ áp lực nó vẫn có thể đến nhu mô thận được. Vì vậy mà đánh giá chức năng thận chính xác hơn so với chụp cắt lớp vi tính. Dạ vâng, em hiểu rồi. Vâng, em cảm ơn thầy. Em xin phép thầy em hỏi một câu ạ. Em hỏi đi. Dạ vâng, cái mà lúc nãy thì nói về cái chọc mà dẫn đi dây sung mu thì tránh dùng cho những trường hợp mà bí tiểu mà của cái chấn thương niệu đạo sau ấy, thì ví dụ như Đấy. của chấn thương niệu đạo trước hoặc là các cái hẹp niệu đạo thì mình có dùng được cái mà chọc kim trên sung mu không ạ? Bởi vì nó cũng vẫn là cái dẫn lưu tạm thời thôi, thì hai Cái cái ý đấy. là này này, tức là mình dẫn lưu bằng cái chọc kim trên sương mù ấy, là mình chỉ là giải pháp là khi mình không thể dẫn lưu bằng quang nghe được mà mình chuyển tuyến trên chẳng hạn, mà ở điều kiện mình chưa dẫn lưu bằng quang nghe được thì chúng ta chọc kim bằng quang trên sương mù, nhưng mà chúng ta phải lưu cái kim đó lại, tức là để cho nước tiểu nó vẫn chảy ra, tránh tình trạng là chọc kim sau đó chúng ta rút ngay ấy, thì nó sẽ gây viêm tấy nước tiểu. Chứ còn chọc kim mà chúng ta lưu kim đó lại mà chúng ta coi nối ra cái chai để cho nó chảy dịch ra ngoài thì vẫn cho phép thôi, vẫn được thôi mà, Dạ vâng, em cảm em ơn hiểu ý thầy. không? Ừ. Dạ. Kể cả những trường hợp mà chấn thương niệu đạo trước mà bí tiểu người ta vẫn có thể làm phương pháp này được, nếu chúng ta không có điều kiện chúng ta dẫn lưu bằng quang ngay được, ví dụ như ở cấp cứu ở tuyến chúng ta không có phòng mổ mà bằng quang căng lên khó chịu, bằng quang căng tướng lên chúng ta chọc cái kim ở đấy, nhưng mà chúng ta chọc bằng cái kim luồn ấy, kim mà cái vỏ bằng plastic ấy, dùng để trong mạch máu này này để truyền truyền tĩnh mạch ấy. Sau đó chúng ta sẽ chọc, sau đó chúng ta lưu cái kim nó lại thì chúng ta rút nước tiểu ra, xong cái kim đấy lưu lại thì nước tiểu nó vẫn qua kim nó ra ngoài được. Các Dạ vâng, cảm ơn thầy. bạn có hỏi gì thêm không? Thầy cho em hỏi một câu hơi ngoài bài giảng một tí được không ạ? Hỏi đi. Vâng, thế thì nếu bệnh nhân vào mà đái máu đại thể mà không liên quan đến chấn thương thì tỷ lệ mình hay gặp nhất là viêm bàng quang hay là u bàng quang thì À, tức là trong đái máu đại thể mà không do chấn thương ấy, thì cái mà đái máu đại thể thường là chúng ta chẩn đoán là cái u u đường tiết niệu đầu tiên, chứ còn cái viêm thận bể thận hay viêm bàng quang thì nó là đái máu mặc có những trường hợp đái máu đại thể nhưng thường nó không, mức độ nó không nhiều. Còn cái mà chảy máu nhiều thường là u, đặc biệt là như ví dụ như là u bàng quang thì nó chảy máu tái phát nhiều lần, u thận thì nó cũng đái máu nhưng nó mức độ nó không, đại thể không nhiều. Còn những trường hợp như là một số trường hợp như là vỡ giả phình mạch trong thận thì bạn nó lại đái máu nhiều mà chỉ là một hai giai đoạn chúng ta chẩn đoán được vâng thôi. Thế còn thế cái thế chấn thận thương thì là thường là đái máu liên quan đến cơ chế, nhưng mà sau chấn thương mới đái máu. Còn những cái bệnh lý u kia thì nó không có cơ chế chấn thương, khai thác không có tiền sử chấn thương bây giờ lại đái máu thì thường là do u. Chứ còn cái viêm bàng quang hoặc là viêm thận bể thận thì nó chỉ là đái máu thoáng qua không có nhiều. u thận u bằng quang thì cái nào hay gặp hơn? À, thì cơ U thận và u bằng quang thì là cái nào hay gặp hơn ạ? u bàng quang nó chảy máu đái máu nhiều hơn là vì nó ở ngay bàng quang, nó ra ngoài niệu đạo sớm hơn. Chứ còn u trên thận thì nó phải có quá trình từ trên thận di chuyển xuống. Dạ vâng, em có thể. Chúng ta nghỉ nhá, chúng ta sẽ đợi cô Hoa sẽ nói về cái bài về y Em thưa thầy ạ, thầy có thể khoa. cho bọn em xin slide được không ạ? Slide bây giờ nhắn cái số